Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Hồng Công Phiến Hòa Liên Thắng, Đặng Bá Cầu Ta làm đầu rồng, Trần Đạo xuyên qua thành Hòa Liên Thắng tứ cửu tử, thức tỉnh danh vọng rút thưởng hệ thống, chỉ cần có danh vọng là có thể rút ra vô số năng lực, kỹ năng. Bắt đầu thu hoạch thêm tiền ca đinh tu năng lực, chém đổ một con phố trở thành đầu ngựa. Sau đó một đường cầu vòng làm đến đáy xã đoàn, làm ăn nổi tiếng nửa ngày, hai đạo hắc bạch đều vui lòng phục tùng. Cuộc bầu cử người nói chuyện hai năm một lần với liên thắng bắt đầu, ai nhạc và đại dê đánh túi bụi, thời điểm máu chốt, đặng bá mời Trần Đạo rời núi trở thành người nói chuyện. Đặng bá Chỉ có ngươi rời núi, mới có thể ngăn chặn bọn họ, đừng từ chối. Đại dê, nếu như là Trần Đạo rời núi, vậy tôi không dám cướp vị trí của người khác. A nhạc Nếu Trần Đạo rời núi đương sự, tôi không có ý kiến. Trần Đạo bối rối Tôi nằm vùng, các anh có lầm không, tôi thật không muốn làm người nói chuyện. Đặng bá. Ngươi cũng đừng từ chối, ngươi là mục tiêu của mọi người. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. 1.19825 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm 1982 Đảo Hồng Kông đây là thời đại tràn lan nhất của xã hội. Một căn phòng cho thuê hơi cũ nát ở Hồng Kông, nằm ở trên giường, Trần Đạo mặc quần áo thập niên 80, chậm rãi tỉnh lại. T. Anh xoa cái túi lớn trên đầu, quan sát môi trường xung quanh. Tôi đang ở đâu? Quét mắt nửa ngày, Trần Đạo đột nhiên phản ứng lại. Chết tiệt, ta đây là xuyên qua. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể tiếp nhận khuôn mặt tuấn tú truyền đến một trận vẻ bất an. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu đau nhất, đại lượng trí nhớ ôm vào trần đạo trong đầu. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên người hắn đều xuất hiện trong đầu hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt trần đạo trở nên càng thêm khó coi. Khách nhập cư trái phép. Năm vùng. Thì ra, nguyên thân của hắn là từ đại lục nhập cư trái phép tới Hồng Công Đảo, dưới sự giới thiệu của chú Hồng Công Đảo, hắn vào cục cảnh sát, làm một cảnh sát nhỏ vốn tưởng rằng cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái sắp tới kết quả ngoài ý muốn phát sinh thời đại này đang ra sức đã kích thế lực xã đoàn trần đạo vừa tới hồng kông lấy lý do khuôn mặt lạ may mắn được cục cảnh sát phái đến chỗ hàng xăm làm nằm vùng một bầu nhiệt huyết trần đạo cũng không do dự nghe theo tổ chức an bài đang nghĩ có thể đại triển thân thủ ở loạn thế này lưu lại đại danh của mình thì chuyện xấu hổ đã xảy ra vừa tới bên cạnh hà sâm không lâu hắn lại bởi vì nguyên nhân lạ mặt mà bị phái đi nằm vùng với liên thắng kết quả sau khi hắn vừa gia nhập cùng liên thắng không lâu ở trong phòng cho thuê của mình trượt chân ngã chết lúc này mới để cho trần đạo xuyên việt đến trên người cùng tên cùng họ trần đạo hấp thu xong những tin tức này trần đạo mặt trở nên càng đen này thương mại cục trung cục trung cục phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy à nằm vùng cái gì cũng có thể tiếp nhận nhưng đối tượng nằm vùng này xác định không phải muốn cho hắn chết không có chỗ chôn trần đạo cực kỳ quen thuộc với phim hồng kông đối với hai cái tên hà sâm và liên thắng có thể nói là cực kỳ quen thuộc theo niên đại mà xem hà sâm bây giờ hẳn là còn ở trước khi lên ngôi lúc này hắn còn đang làm việc ở nghe gia nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến thực lực siêu quần của hắn huống chi còn có liên thắng đây chính là một trong những xã đoàn lớn nhất Hồng Kông. Phạm vi thế lực của nó cơ hồ bao gồm toàn bộ khu vực Hồng Kông, nhất là ở Thuyên Loan, Bắc Giác tương đối có lực kêu gọi, ban hội bao gồm chính đại sảnh, cùng lát đác mấy chục tiểu đường khẩu, thành viên tổng cộng hơn 5.000 người. Nếu như Trần Đạo bị phát hiện nằm vùng thân phận, coi như là những người này mỗi người một ngụm nước bọt, cũng phải đem hắn chết đuối. Không đúng, Ta đời trước đến cùng gặp cái gì nghiệt A, à, cư nhiên xuyên qua đến trên người của ngươi. Ngay tại một giờ trước, hắn còn đang ăn lẩu hát ca, nhưng bây giờ lại biến thành vô gian đạo, vẫn là đạo trung đạo. Cho dù là sinh viên ưu tú của khoa biểu diễn học viện hí kịch tới, cũng không dám diễn vở kịch này. Trong phòng trọ, nhất thời lặng nhắc như tờ. Không biết qua bao lâu. Trần đạo bỗng nhiên từ trên giường bò dậy, vỗ đùi một cái. Không phải là nằm vùng sao tiểu gia ta cũng không tin, có xem qua nguyên kịch cái này bút bên người, ta còn có thể bị nho nhỏ nằm vùng thân phận cho dọa thành như vậy. Lúc này hắn đã suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng thân phận của mình rất nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là nằm vùng mà thôi. Nằm vùng sớm muộn gì cũng có thể trở lại cục cảnh sát. Hơn nữa, hiện tại đã là thập niên 80, khoảng cách Hồng Kông trở về cũng không xa. Chờ sau khi Hồng Kông trở về, cuộc cảnh sát Hồng Kông tương lai mới là một con đường bằng phẳng. Đến lúc đó, bằng ta đây người xuyên Việt thân phận, trở thành tỷ phú, kia còn không phải dễ dàng sự tình sao. Trần Đạo trong lòng tính toán. Chỉ cần ta có thể cẩu trụ không chết, thuận lợi sống đến cảng đảo trở về, vậy là có thể nên đón chính mình đỉnh phong thời khắc. Tiểu gia ta chính là nhân vật tiêu biểu của công ty chúng ta, lừa gạt thủ trưởng môn này bài tập, kia còn không phải là hạ bút thành văn sự tình đúng rồi còn sống mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại trên mặt trần đạo buồn bực biến mất thay vào đó là vẻ mặt hưng phấn thậm chí hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình hoàn thành nằm vùng nhiệm vụ sau vinh quang trở về leo lên quốc gia tin tức cảnh tượng khóe miệng trần đạo nhếch lên phiền não trong lòng không còn sót lại chút gì đinh kiểm tra đo lường được sinh mệnh thể của ký chủ đang thử dung hợp với ký chủ ngay tại trần đạo hưởng thụ tương lai thời điểm một đạo thô cùng thanh âm kim loại xuất hiện ở trong đầu của hắn thanh âm gì nghe lầm rồi trần đạo gãi đầu có chút nghi hoặc lúc này thanh âm lại vang lên đang dung hợp với ký chủ tiến độ hội nhập một phần trăm năm mươi phần trăm chín mươi chín phần trăm thanh âm lần thứ hai vang lên trong nháy mắt trần đạo cũng phản ứng lại hệ thống hắn cũng không kiềm chế được nội tâm mừng như điên cười phá lên ha 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 ta đã nói ta trần đạo bình thường liền bóp chết một con kiến đều muốn mặc niệm a di đà phật làm sao có thể vận khí kém như vậy xuyên qua thiết yếu ngón tay vàng cái này không phải tới rồi sao nói xong trần đạo liền trầm tâm lắng nghe thanh âm kim loại ở sâu trong nội tâm hệ thống trói định thành công Chúc mừng chủ ký sinh thành công trói định hệ thống rút thưởng danh vọng. Khi danh vọng của ngươi tăng lên, ngươi có thể thu được giá trị danh vọng, mỗi 100 giá trị danh vọng tiêu hao có thể tiến hành một lần rút thưởng hệ thống. Phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn chiêu thiên kỹ năng, năng lực, binh khí, tọa kỵ. Xét thấy ký chủ là lần đầu tiên kích hoạt hệ thống, đặc biệt chuẩn bị tân thủ túi quà, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra. Trần Đạo không chút do dự nói, mở ra đinh tân thủ lễ bao mở ra thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được toàn bộ thực lực của cư sĩ đinh tu chúc mừng chủ ký sinh đạt được vũ khí miêu đao của đinh tu đã cho ngươi vào trong không gian hệ thống đinh tu trần đạo vẻ mặt khiếp sợ ta lại có được thực lực của đinh tu không phải đã cất cánh rồi sao đinh tu cái tên này đối với trần đạo mà nói có lẽ có chút xa lạ nhưng thêm tiền cư sĩ cái này biệt hiệu, hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc. Bộ phim Tú Xuân Đao này, Trần Đạo không biết đã xem qua bao nhiêu lần. Đinh Tu, thân là sư huynh của Cận Nhất Xuyên, hắn vừa chính vừa tà, võ công cực cao, có thể nói là trần nhà chiến lực của cả bộ phim. Bằng vào trong tay một thanh miêu đao, hắn có thể một người giết xuyên một đội kỵ binh. Trần Đạo cố nén nội tâm kích động, mở ra không gian hệ thống. Dứt lời trong nháy mắt, trần đạo sâu trong đầu liền xuất hiện một cái ước chừng có một cái sân bóng rổ lớn như vậy không gian một thanh miêu đao thon dài đang chậm rãi lơ lửng trong đạo không gian kia hắn ý niệm vừa động lơ lửng miêu đao biến mất sau một khắc trên tay của hắn nhiều hơn một thanh đao rút đao ra khỏi vỏ một tia hàng quang người nhìn không nhịn được cả người run lên đao tốt trần đạo mừng rỡ thanh miêu đao này nhìn qua chính là thuần khiết như gọt sắc như buồn. Ý niệm lại vừa động. Miêu đao biến mất, lại xuất hiện trong không gian hệ thống. Thấy một màn như vậy, trần đạo nội tâm đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, hệ thống nhắc nhở liền cho hắn hung hăng dội một chậu nước lạnh. Đinh không gian hệ thống chỉ có thể lưu trữ đạo cụ hệ thống cho. Trần đạo. Bất quá, rất nhanh hắn liền không để ý tới điểm này nữa trần đạo nhìn chầm chằm hai tay của mình lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng không thể địch nổi nhìn thức tỉnh hệ thống cảm thụ chính mình thân thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng trần đạo cất tiếng cười xem ra hiện tại không cần cẩu đúng vậy hắn hiện tại đã không thỏa mãn với cẩn trọng có hệ thống hắn hoàn toàn có thể bác xuất vị tại hồng công đảo từ nằm vùng bắt đầu bác xuất một mảnh thuộc về hắn trần đạo thiên hai người mới này có chút cuồng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngay khi Trần Đạo triển vọng tương lai, quy hoạch sự nghiệp vĩ đại của mình, tiếng gõ cửa vang lên. Ken 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 Trần Đạo, đi thôi, hôm nay là ngày chúng ta bái kiến đại lão quan tử sâm, đừng đến muộn. Trần Đạo hiện tại đã triệt để hấp thu ký ức của nguyên chủ, đối với thanh âm này xem như rất quen thuộc. Thanh âm này chính là người mới cùng Trần Đạo bái nhập cùng liên thắng, đại điểu mà quan tử sâm trong miệng đại điểu trần đạo tự nhiên cũng biết quan tử sâm cùng một tiểu đầu mục trong liên thắng ăn uống chơi gái đánh bạc đều đầy đủ làm người mới trần đạo được xã đoàn an bài đến tay hắn làm tiểu đệ chết tiệt sao ta lại quên chuyện này trần đạo vỗ tráng thầm mắng mình sơ ý thiếu chút nữa quên mất chính sự nếu như không phải đại điểu tới gọi hắn hắn căn bản cũng không có chú ý hôm nay là bái đại lão ngay đến lúc đó thật đúng là tráng sĩ chưa nhanh đã chết trước đến rồi trần đạo đáp một tiếng vội vàng thay một bộ quần áo sạch sẽ mở cửa tiểu tử ngươi chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên sao ngoài cửa một nam tử cao gầy một cái tát đánh vào trên vai trần đạo trần đạo cũng không tức giận gãi gãi đầu cười nói không có việc gì bây giờ còn không muộn chúng ta đi nhanh lên đi chậm trễ thêm một chút nữa là không kịp rồi chim lớn cũng không nói thêm gì nữa mang theo trần đạo liền bắt taxi trực tiếp chạy tới chỗ quan tử cường xe taxi chạy rất nhanh bất quá khi chạy đến một ktv cách đó không xa liền không dám đi tiếp hai vị mục tiêu đã đến ngay phía trước cách đó không xa hai người đi một đoạn là tới muốn chết a à, đại điểu có chút tức giận lái qua cho lão tử nói xong đại điểu muốn động thủ nhưng trần đạo lại ngăn hắn lại đừng làm lỡ đại sự ktv phía trước chính là địa bàn quản lý của quan tử sâm sự e ngại của người bình thường đối với xã hội đen đã khắc sâu vào trong xương tủy cho nên trần đạo cũng không làm khó tài xế đại điểu nghe vậy buông tay xuống bất quá vẫn uy hiếp nhìn tài xế đừng để tôi nhìn thấy anh thấy anh một lần đánh anh một lần nói xong mới bị trần đạo lôi kéo đi vào ktv hai người nói rõ thân phận khi có một cái mã tử mang theo bọn họ đi tới một cái thật lớn trong phòng. Mới vừa vào phòng, Trần Đạo liếc mắt một cái liền nhìn thấy quan tử sâm, mà một người ở bên cạnh quan tử sâm, khiến cho Trần Đạo chú ý. Jimmy Hắn trước mắt là quan tử sâm thủ lĩnh, không thích xã hội đen, nhưng hắn thích nhất chính là buôn bán kiếm tiền, chẳng qua hiện tại cái niên đại này, buôn bán không thể rời khỏi xã hội đen che chở, vì thế, Jimmy mới bức bách bất đắc dĩ gia nhập cùng liên thắng. Trần Đạo nhìn thấy Jimmy, sắc mặt khẽ biến. Thiên phú làm ăn của Jimmy này, rất mạnh. Hơn nữa, Jimmy chính là nhân vật trọng yếu sau này nhất lên một mảnh sóng gió. Đang nghĩ ngợi, quan tử sâm cũng phát hiện đi tới Trần Đạo hai người, liếc mắt một cái, mắng. Mẹ nó, lão tử quan tử sâm nói như thế nào cũng là có uy tín có mặt mũi nhân vật, phân đến đều là cái gì tiểu đệ, liền cái này tiểu thân thể, có thể làm những gì. Trần Đạo nhẹ nhàng nhìn thoáng qua quan tử sâm. Bộ dạng của hắn điên cuồng, cả người trạng thái đều có chút không đúng, hẳn là vừa mới hút xong độc. Trần Đạo bị quan tử cường khinh thường ngữ khí nói có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Dù sao hắn hiện tại chỉ là người mới, xã đoàn chú trọng nhất chính là bối phận, hiện tại Trần Đạo còn không có tư cách tức giận. Ngược lại là chim lớn ở một bên, ở thời điểm vừa nhìn thấy quan tử cường cũng có chút phát run bị quan tử cường nói như thế sợ hãi của hắn lại trực tiếp viết ở trên mặt cũng may quan tử cường cũng không làm khó hai người tùy ý khoát tay áo nói quên đi quên đi nếu đã làm tiểu đệ của ta nên biết cái gì gọi là đại lão đại lão chính là ta cho các ngươi hướng đông các ngươi không thể hướng tây ta cho các ngươi chém người các ngươi không thể giết gà nghe thấy chưa bộ dáng kiêu ngạo của quan tử cường khiến trần đạo có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu biết rồi đại lão chim lớn bên cạnh cũng liên tục gật đầu quan tử cường lúc này mới hài lòng báo tên hoa của các ngươi đi cái gọi là hoa danh cũng chính là ngoại hiệu xã hội đen nổi tiếng chủ yếu là vì khai hỏa danh hào của mình để cho người trên đường biết sự tích cùng bối phận của mình chủ yếu là dùng để tuyên thể lực ảnh hưởng của mình đại điểu bên cạnh cung kính cúi chào quan tử. Đại lão, ta gọi là đại điểu. Chim lớn. Chim của ngươi rất lớn sao? Lớn bằng của ta sao? Phế vật. Quan tử cường khinh thường liếc con chim lớn, quay đầu nhìn Trần bên cạnh nói. Ngươi tên gì? Trần Đạo nghĩ nghĩ, thuận miệng nói một câu. Võ Thánh. Nhưng Trần Đạo vừa nói xong, toàn trường đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn chằm chằm trần đạo bởi vì hoa danh này quá cuồng trên cơ bản không ai dám lấy như vậy loại hoa danh này chỉ cần truyền ra ngoài rất dễ dàng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích quan tử cường đồng dạng cũng là sửng sốt nhìn chằm chằm trần đạo nói tiểu tử ngươi rất cuồng a à. Jimmy cũng nhìn trần đạo một cái tuy nhiên không có nhiều phản ứng nghe được lời của quan tử cường trần đạo suy nghĩ một chút đưa ra một câu trả lời đúng trọng tâm. Quả thật, tôi rất giỏi đánh, thiếu một người đánh hơn 10 cái không thành vấn đề. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh lại. Bên cạnh quan tử cường, mấy tiểu đệ nhìn chầm chầm trần đạo, xoa tay. Cái này cũng quá cuồng rồi. Đại điểu ở một bên kéo trần chiếu nói, ý bảo hắn không nên cuồng như vậy. Nhưng trần đạo lại bất vi sở động. Hắn chỉ nói sự thật mà thôi nhớ lúc trước đinh tu cũng là một người đánh mười người hắn hiện tại có được đinh tu toàn bộ thực lực tự nhiên cũng có thể huống chi đinh tu lúc ấy đối chiến còn là binh sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà đám người bây giờ chỉ biết kéo bè kéo lũ kéo lũ đánh nhau nói đánh mười cái coi như là trận đạo tương đối khiêm tốn trả lời lão đại tiểu tử này quá cùng rồi để ta đi dạy hắn quy củ của người mới đúng vậy lão đại mấy người bên cạnh quan tử cường đã không kiềm chế được tức giận. Không phải ngại quan tử cường tại, bọn họ chỉ sợ đã xông lên. Âm ý cái gì mà âm ý, quan tử mạnh mẽ quát bọn họ, tiếp theo nhìn về phía Trần Chiếu nói. Tiểu tử, ngươi rất cuồng, bất quá ta thích. Ngươi nếu nói ngươi rất có thể đánh, vậy cho ngươi cái chứng minh chính mình cơ hội, tim sa chủy đại vòng nói chuyện người khủng long ca đầu mã A Phi thiếu ta năm vạn vây nặng lãi, hiện tại lợi nhuận đã có 20 vạn đừng nói làm đại ca không chiếu cố tiểu đệ hai mươi vạn này chỉ cần ngươi có thể lấy lại ta sẽ đăng ký cho ngươi nếu ngươi không lấy lại vậy đừng gọi là võ thánh dứt khoát gọi là trác rưởi đi quan tử cường vừa nói xong mấy tên tiểu đệ bên cạnh cười vang ta thấy hắn phỏng chừng đi cũng không dám đi tiểu tử biết cầm đao chém người thế nào không đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ đánh bại thanh danh của đại ca ngươi dứt khoát gọi thẳng là trác rưởi đi ngay khi mọi người cười nhạo Trần Đạo, Jimmy bên cạnh quan tử cường liếc mắt nhìn quan tử cường một cái. Hắn biết đây là quan tử cường đang cố ý làm khó Trần Đạo. Sau khi A Phi trở thành thủ lĩnh của đại quyển khủng Long Ca, món nợ này trên cơ bản coi như là phế đi, nếu không trở lại. Bất quá, mặc dù Jimmy biết những thứ này, nhưng cũng không nói thêm gì. Vũ Thánh cái tên này thật sự là quá cuồng, một người mới, dám dùng như vậy cuồng hoa danh, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trong mắt Jimmy, trong cổ hoặc tử, danh tiếng quá uy nhưng không có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Quan tử cường làm như vậy, bất quá là để cho Trần Đạo sớm chịu thiệt một chút trí nhớ mà thôi. Ngay tại toàn trường một mảnh huyên náo thời điểm, Trần Đạo tiến về phía trước một bước, nhìn quan tử cường, lớn tiếng nói. Cảm ơn đại ca bồi dưỡng, nhiệm vụ này, ta tiếp. Nhưng mà... Trần Đạo hòa xoay chuyển nếu đòi nợ thấy máu không thành vấn đề chứ toàn trường lần nữa yên tĩnh lại quan tử cường cũng sửng sốt một lát hắn thật không ngờ tiểu tử trước mắt này lại đáp ứng thống khoái như vậy bất quá hút lớn hắn cũng không quá coi trọng không chết người là được mẹ nó cổ hoạt tử không thấy máu còn gọi cổ hoạt tử sao nhận được câu trả lời khẳng định trần đạo cảm thấy mỹ mãn cười nói đã biết đại ca huynh yên tâm tối nay ta nhất định sẽ đòi lại sổ sách nói xong xoay người rời đi quan tử cường đối với cái này mới ra đời người mới cũng là đến hứng thú nhìn trần đạo bóng lưng lớn tiếng nói muốn trở về năm vạn là được trần đạo cũng không quay đầu lại đều sẽ trở về người trẻ tuổi bây giờ thật khí thịnh quan tử cường khinh thường nói bất quá hắn vẫn chỉ vào đại điểu cùng một tên tên là trư trư thành nói các ngươi đi cùng hắn dù sao Trần Đạo là tiểu đệ của hắn, nếu như quá cùng bị đánh chết, còn được ra an tán phí. Hai người muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt quan tử cường, cũng chỉ có thể đi theo. Ba, một người ném lăn một con đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trước một quán thịt nướng ở tim sa chủy. Đại điệu uống một ngụm bia, sắc mặt ửng đỏ. Lấy uy như vậy hoa danh, không phải là đang tìm phiền toái cho mình sao? Một bên heo con thành sắc mặt cũng là có chút khó coi. TMG, ngươi cái này đem hai chúng ta cũng hại thảm, ngươi biết A Phi thủ hạ có bao nhiêu người sao? Anh muốn nổi tiếng, đừng kéo tôi chịu chết. Đối mặt hai người oán giận, Trần Đạo chỉ là khẽ mỉm cười, mãnh liệt trót một ngụm rượu. Muốn bác xuất vị, liền không thể sợ. Nói xong, hắn liếm liếm môi, khóe miệng nhếch lên một chút độ công. Cơ hội này đối với Trần Đạo mà nói, không thể bỏ qua. Đây là hắn nhanh nhất có thể tranh xuất vị cơ hội, cũng là một trận chiến thành danh cơ hội. Cho dù là quan tử cường không cho hắn tới, hắn cũng sẽ hết sức tranh thủ. Ngươi cuồng, ngươi ngạo, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng ngươi đừng hại ta a! À, thịt heo thành thịt xiên nướng, đen mặt nói. Ta không có lý tưởng cao như ngươi, ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại ngược lại, bị ngươi hại lại phải nằm ở bệnh viện vài ngày. Thịt heo sắp sụp đổ rồi hắn vốn định gia nhập cùng liên thắng sẽ không ai dám khi dễ hắn hắn cũng chỉ muốn dựa vào uy phong của liên thắng có thể an toàn sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình nhưng ai ngờ bị trần đạo mới ra đời hại đối với oán giận của thịt heo thành trần đạo không có tức giận dù sao đối phương cũng là đầu ngựa của giới lớn đối với loại đại nhân vật này nếu như trần đạo không phải có hệ thống bên cạnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc huống chi trư trư thành và đại điểu là hai xã đoàn thấp nhất các ngươi không cần đi theo ta trần đạo chậm rãi thưởng thức tư vị thịt xiên trong miệng chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm được a phi ở nơi nào là được tiền thân của trần đạo vừa nhập cư trái phép đến đảo hồng kông đã bị cục cảnh sát phái ra làm nằm vùng đối với sự phân bố thế lực của hồng kông và tung tích của những người này hắn thật sự không có hai người đại điểu hiểu rõ đại điểu cùng trư trư thành nghe được trần đạo nói sắc mặt vui vẻ bọn họ cũng mặc kệ trần đạo một người có thể hay không bị a phi đánh chết chỉ cần không liên lụy tới chính mình là được vì thế hai người vội vàng đem hành tung của mã a phi thủ lĩnh khủng long ca nói cho trần đạo cũng tri kỷ mang theo trần đạo tìm được chỗ ở của a phi ba người dừng lại ở một quán ăn đó chính là a phi Trư Trư Thành chỉ vào một tiểu tử lông vàng cực kỳ kiêu ngạo cách đó không xa nói. Nghe nói hắn rất giỏi đánh, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, đại điểu cùng thịt heo bay nhanh rời xa nơi thị phi này. Trần Đạo không ngăn cản hai người bọn họ. Hắn nhìn cách đó không xa ước chừng sờ hơn 10 người một bàn. Lúc này A Phi đang uống rượu, cùng mấy tiểu đệ bên cạnh thổi trâu. Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sắp tới. Rất giỏi đánh trần đạo nhạo bán một tiếng trực tiếp đi vào trong quán ăn mà đám người a phi đang ngồi nhân viên phục vụ vừa định tiến lên hỏi trần đạo muốn ăn gì nhưng nhìn trần đạo trực tiếp ngồi xuống trước mặt a phi nhân viên phục vụ thức thời rời đi ở thời đại này mở quán ăn vặt sát ngôn quan sát cơ bản nhất những nhân viên phục vụ này vẫn có được có bút sổ sách a phi ca có phải hay không muốn trả một chút tại a phi trước mặt cái bàn ngồi vào chỗ của mình trần đạo cũng không nói nhảm trực tiếp đối với A Phi nói. Lúc này A Phi đã có chút men say, bị Trần Đạo bất thình lình lời nói hỏi sửng sốt, nhìn bên cạnh tiểu đệ, ta không nghe lầm chứ. Ngươi cũng không hỏi thăm ta là ai. A Phi khinh thường nhìn Trần Đạo, kiêu ngạo nói. Tiểu tử ngươi tính là cái gì? Tiểu đệ bên cạnh hắn cũng vào lúc này nhao nhao đứng dậy, cầm chai bia trên bàn lên, mắng chửi Trần Đạo. Ngươi có phải muốn chết hay không, dám tìm Phi ca đòi tiền? Mau cút đi, nếu không lão tử chém chết ngươi. Tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi không? Ngươi ăn cơm chung quanh thấy tình huống không đúng, nhào nhào tránh người. Không ai dám tiến lên ngăn cản, sợ đem mình liên lụy vào. Ta tên là Võ Thánh. Đối mặt với mấy người chậm rãi hình thành vòng vây với mình, Trần Đạo không chút sợ hãi, không chút hoang mang nói. Đại lão của ta là Quan Tử Sâm, hắn phái ta tới tìm ngươi đòi nợ. A Phi nghe được Trần Đạo lời nói, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười ha hả, một chút mặt mũi cũng không có ý định cho Trần Đạo lưu. Còn thương mại võ thánh. Tiền này, quan tử sâm không dám tới đòi, tìm một tên tiểu tử đê tiện tới đòi. Mệt hắn còn làm đại ca, để tiểu đệ của mình tới chịu chết. Hôm nay người phi gia gia tự cho ngươi thật dài trí nhớ, cho ngươi biết, có ít người tiền là không cần. Nói xong, A Phi phất phất tay với mấy tiểu đệ lên cho ta, đừng đánh chết là được. Mấy tiểu đệ đã sớm xoa tay, nhận được chỉ thị của A Phi, các tiểu đệ kêu gào, đồng loạt xông lên. "Tiểu tử, hôm nay cho ngươi trí nhớ thật dài. Yên tâm, chúng ta sẽ lưu cho ngươi một mạng chó." Muốn chết. Ở trong mắt những tiểu đệ này, Trần Đạo đã biến thành cừu non đợi làm thịt. Nhưng bọn họ sai rồi. Sai lầm lớn nhất chính là không nên động võ với Trần Đạo đối mặt hơn mười tiểu đệ vây quanh, Trần Đạo sắc mặt không có chút nào động dung. Anh cởi áo khoác, cuốn quanh nắm đấm. Tiểu tử muốn chết! Đại Hán mặt sẹo dẫn đầu ra tay, gõ một chai rượu xuống đầu Trần Đạo. Trần Đạo không có chút né tránh, nắm đấm đánh ra một quyền vào chai bia. Bùng. Bình bia vỡ vụn, nhưng nắm đấm của Trần Đạo cũng không dừng lại, một quyền hung hăng nện vào mặt người đàn ông mặt sẹo nam nhân mặt sẹo bị trần đạo một quyền đánh bay ngược ra đụng ngã một cái bàn phía trước thật không may người ngồi bàn kia vừa mới ăn lẩu a à, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng cả quán ăn vặt những người còn lại thấy trần đạo lại dám đánh người của bọn họ trong lúc nhất thời đều nổi giận từng cái chai bia điên cuồng hướng về phía trần đạo trên người đập tới đối mặt với công kích dày đặc như hạt mưa trần đạo hưng phấn vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực đinh tu vừa đạt được rốt cuộc mạnh bao nhiêu nghiêng người tránh thoát bình rượu của một tiểu đệ phía trước trần đạo một cái chân roi đá ra một gã tiểu đệ lại bay ngược ra cùng tiến lên người này có chút biết đánh bị nhắc nhở như vậy tiểu đệ còn lại lập tức phản ứng lại hình thành một vòng vây đem trần đạo gắt gao vây ở chính giữa đấm và đá các loại công kích luân phiên đánh ra nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không thể thương tổn đến trần đạo mảy may thậm chí ngay cả đụng cũng không thể đụng tới trần đạo trong lúc né tránh trần đạo liên tục tra quyền nắm tay của hắn tựa như sắt thép nện vào trên người một đám tiểu đệ chỉ cần là người bị nắm đấm của trần đạo đánh trúng nhẹ thì rụng răng nặng thì gãy xương từng cú đấm một rất nhanh trên mặt đất liền ngổn ngang nằm đầy người giải quyết xong một tiểu đệ cuối cùng Trần Đạo một tay kéo quần áo cuốn quanh trên tay ra, bước nhanh về phía trước, đem đầu A Phi đặt ở trên bàn. Hắn móc ra đừng ở bên hông hoa quả đao, thẳng tắp đinh ở A Phi ngón tay ở giữa. Ta hôm nay là tới đòi tiền, trong vòng nửa giờ nhìn không thấy tiền, ta liền chặt ngón tay của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là tiền trọng yếu hay là ngón tay của ngươi trọng yếu. A Phi mắt thấy Trần Đạo lấy một địch mười toàn bộ quá trình, đối với thực lực của Trần Đạo đã có chút kiên kỵ bất quá hắn có thể trở thành đại vòng nói chuyện người đầu ngựa kiến thức tự nhiên không ngắn coi như là bị trần đạo uy hiếp hắn cũng không có nửa phần e ngại cảm giác tiểu tử ngươi có gan a phi hung tợn nói muốn tiền không có muốn mạng một cái ngươi nếu có bản lĩnh liền động thủ a à? a phi cũng không cảm thấy một người mới dám động đến hắn cho nên đối với sự đe dọa của trần đạo a phi căn bản không để ý nhưng hắn thật không may hôm nay gặp trần đạo a à, người a à, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên một ngón tay của a phi bị trần đạo trực tiếp cắt xuống máu tươi theo mép bàn chảy xuống đất nửa giờ không thấy tiền ta sẽ tiếp tục động thủ trần đạo lạnh lùng nói chờ chờ một chút mười ngón tay liền tim cảm giác đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho a phi sợ hãi mồ hôi to như hạt đậu theo gò má A Phi chảy xuống, hắn run rẩy thanh âm, nói. Đừng! Đừng động thủ, ta cho người đi lấy. Nói xong, hắn đối với một cái vừa mới đứng lên tiểu đệ tức giận mắng. Nhìn cái gì nhìn? Bất quá, thân là lưu manh thành danh đã lâu, A Phi há có thể cam tâm chịu thiệt. Tiểu đệ trước khi đi, A Phi nháy mắt với hắn. Ý đồ đó rất rõ ràng. Đưa thêm người đến đây bốn võ thánh thật là mạnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã một giờ rồi tiểu đệ ngươi có phải hay không mặc kệ ngươi chạy trần đạo ngại đứng quá mệt mỏi trực tiếp ngồi ở trên người a phi lúc này đang nghiền ngẫm nhìn a phi dưới mông a phi lúc nào chịu qua loại khí này nhưng lúc này dao gọt hoa quả sắc bén của trần đạo đang để ở trên ngón tay hắn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thấy a phi không nói gì trần đạo dần dần mất kiên nhẫn xem ra màu sắc cho cậu vẫn chưa đủ. Dứt lời, Trần Đạo nhắc tới dao gọt hoa quả liền làm ra động tác đâm xuống. Ngươi! Ngươi dám! A à Phi cả người thanh âm run rẩy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động ta nữa. Lão đại của ta lập tức tới. Ngươi đang uy hiếp ta. Trần Đạo trêu ghẹo nói. Đáng tiếc ta bị dọa lớn. Nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Dừng tay. Trần Đạo nghe thấy thanh âm sửng sốt, tầm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một nam nhân trung niên toàn thân cơ bắp, xuyên vàng đeo bạc, trên cánh tay cuốn quanh một con thanh long đang chậm rãi đi tới chỗ Trần Đạo. Đây không phải là anh khủng long sao? Chút chuyện nhỏ này còn gọi anh tới, thất kính thất kính. Trần Đạo ngoài miệng nói lời khen tặng, nhưng ngữ khí lại không có chút tôn trọng đối với người nói chuyện ở tim sa chủy, Trần Đạo cũng không sợ hãi, thậm chí có chút hưng phấn. Sự xuất hiện của hắn, ở trong dự liệu của Trần Đạo, cũng ở trong kế hoạch của Trần Đạo. Một người mới, muốn nhanh chóng đăng ký, phương pháp đơn giản nhất là gì? Đạp lên vai người khổng lồ. Hắn bây giờ còn không tiếp xúc được nhân vật cấp bậc cao hơn, cái này cùng quan tai sâm có được đồng dạng địa vị khủng long ca, vừa vặn là không hai ứng cử viên. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết hay không? Có tin ta giết chết ngươi hay không? Ngươi cảm động anh khủng long, có phải anh chán sống rồi không? Thái độ của Trần Đạo khiến cho tiểu đệ khủng long ca mang đến bất mãn. Khủng long ca không hổ là đường chủ cấp bậc nhân vật, phía sau hắn, ít nhất cũng có hai ba mươi người tốt, chính như hổ rình mồi nhìn chầm chầm Trần Đạo. Nhưng, nhiều người thì có ít sao? Trần Đạo nhìn khủng long ca, chậm rãi mở miệng thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa khủng long ca tốt xấu gì cũng là đại nhân vật tiểu đệ của ngươi thiếu tiền không trả ngươi sẽ không quỵt nợ đúng không hư anh khủng long nghe vậy hư lạnh một tiếng giơ tay với em trai bên cạnh tiểu đệ ngầm hiểu đem một cái túi ni ném ở bên chân trần đạo tiểu tử ngươi có gan nơi này là hai mươi vạn một phần không ít lão tử lăn lộn trên giang hồ tự nhiên sẽ không thiếu ngươi chút tiền ấy vẫn là anh khủng long sản khoái trần đạo hài lòng gật gật đầu nhặt lên túi nilon mở ra điểm vừa vặn hai mươi vạn ngươi nói tiểu đệ của ngươi nếu có thể giác ngộ một nửa cũng sẽ không chịu tội trần đạo một cước đá a phi tới trước mặt khủng long ca tiền tới như vậy ngươi trả lại cho ngươi nói xong thu hồi tiền liền chuẩn bị rời đi cũng đúng lúc này anh khủng long đột nhiên gầm lên ngăn hắn lại cho tôi mấy tiểu đệ nhanh chóng tiến lên chắn ở trước mặt trần đạo cầm tiền liền muốn đi ngươi thật sự cho rằng tiền của ta là ngươi muốn lấy là có thể lấy thấy vậy trần đạo mỉm cười thầm nghĩ trong lòng ta còn sợ ngươi không ngăn cản ta nghĩ vậy cậu quay đầu nhìn khủng long khủng long ca đây là có ý gì khủng long ca cũng không nói nhảm nhàn nhạt mở miệng nói tiền sự tình giải quyết nhưng là ta đầu mã bị ngươi biến thành như vậy, ta mất mặt mũi còn không có tìm trở về, ngươi chặt đứt hắn một ngón tay, ta chặt đứt ngươi một chân. Khủng long hung tợn nhìn chầm chầm Trần Đạo, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng để Trần Đạo rời đi, vậy hắn khủng long cũng không cần thiết tại tim sa chủy lăn lộn. Đi ra lăn lộn, chính là vì một cái mặt mũi. Húng chi khủng long còn là côn đồ có chút danh tiếng, mặt mũi càng thêm trọng yếu. Đối mặt với khủng long hùng hổ cùng mấy chục tên tiểu đệ phía sau hắn, Trần Đạo không nhanh không chậm đem túi tiền để sang một bên. Tâm niệm vừa động, hắn trở tay từ phía sau rút ra miêu đao, sách đao chỉ về phía khủng long. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, bằng không, ta không xác định sẽ phát sinh cái gì. Ở trước mặt ta chơi đao. Ngươi còn non một chút. Khủng long khoát tay, vô số con ngựa vọt về phía Trần Đạo. Muốn chết trần đạo ánh mắt ngưng tụ rút miêu đao ra trực tiếp chém ra ngoài khủng long mang đến tiểu đệ cũng là có chuẩn bị mà đến trên tay đều cầm da hỏa nhưng những phàm phẩm này ở trước mặt miêu đao gọt sắc như buồn trong tay trần đạo căn bản cũng không phải là một đẳng cấp đang trần đạo giơ tay một đao chém vào khảm đao của một gã tiểu đệ khảm đao trong tay tiểu đệ nháy mắt bị chém thành hai nửa một giây sau trần đạo vung đao chém một cái Tên tiểu đệ kia ba ngón tay bị dễ dàng chém xuống. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mẹ ngươi, lão tử giết chết ngươi, một tên tiểu đệ khác thấy thế, trực tiếp chọc lấy một cây ống thép, hướng đầu trần đạo đập xuống. Trần đạo quay đầu, ánh mắt như băng, bắt lấy cổ tay tiểu đệ. Tiểu đệ bị đau, và lần muốn thoát ra, lại phát hiện căn bản vô dụng. Tay trần đạo tựa như một đôi kìm lớn, gắt gao kẹp lấy cổ tay tiểu đệ. Sau một khắc, trần đạo tay trái phát lực, mạnh mẽ đem tiểu đệ này cổ tay cho bóp nát. a, à, tiếng kêu thảm thiết của tiểu đệ quanh quẩn ở quán ăn vặt đã sớm trống trải này. Trần đạo một cước đem tên tiểu đệ kia đá ra, miêu đào trong tay đảo qua, bức lui mấy tiểu đệ muốn tiếp cận. Người sai lầm lớn nhất, chính là tới tìm ta phiền toái, nếu là người ngoan ngoãn để cho ta đi, cũng sẽ không không công tổn thất những tiểu đệ này rồi. Trần Đạo thản nhiên nói nhìn về phía đám người phía sau khủng long. Cầm trong tay miêu đao, Trần Đạo vẫn tiến vào chỗ không người, mỗi một lần vung đao đều kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá, Trần Đạo vẫn có chừng mực, cũng không có hạ tử thủ. Bất quá những tiểu đệ bị Trần Đạo chém trúng này, ngón tay, cánh tay khẳng định là không giữ được. Lúc này Trần Đạo tựa như sát thần, trong lúc vung đao rơi xuống thì có một cánh tay bị chém bay ra ngoài máu phun khắp người hắn. Càng cho hắn thêm vài phần sát khí, hung mạnh đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, những người còn lại đem trần đạo cho vây lại, nhưng lại cũng không có một người nào dám động thủ. Không xa lắm đâu. Chim và thịt heo cũng không đi xa. Bọn họ đang cách quán ăn vặt này không xa, nhìn Trần Đạo lấy lực một người đối chiến mấy chục tên mã tử không rơi vào thế hạ phong Trần Đạo, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào mạnh như vậy. Cậu và cậu ta cùng gia nhập câu lạc bộ, cậu có biết cậu ta làm nghề gì không? Trư Trư thành hỏi. Chim lớn lắc đầu. Hắn mặc dù là cùng Trần Đạo cùng nhau gia nhập xã đoàn, nhưng đối với Trần Đạo, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, càng không biết Trần Đạo cư nhiên mạnh liệt như vậy. Hai người liếc nhau. Mặc dù không biết Trần Đạo lúc trước là làm cái gì, nhưng bọn họ đều biết sau này cùng liên thắng sẽ lại thêm một vị nhân vật phong vân lúc này trần đạo thấy người chung quanh đã đánh mất ý chí chiến đấu cũng không có ý nghĩ dây dưa tiếp hắn cầm lấy túi tiền đặt ở một bên miêu đao trong tay vung lên trực tiếp vết ra ngoài trần đạo đi qua không ai dám ngăn cản lúc này cho dù là khủng long ca làm cho người ta động thủ cũng ngây ngẩn cả người nhìn trần đạo chém ra đào tẩu hắn không có lại để cho người ngăn trở chỉ là nhìn về phía người bên cạnh hỏi người này là ai a phi lúc này lắc lư bò dậy kéo một khối quần áo xuống ông ngón tay còn đang chảy máu sắc mặt âm trầm nói hắn là tiểu đệ của quan tử sâm hoa danh vũ thánh khủng long sửng sốt nhìn trần đạo dần dần biến mất bóng lưng có chút nghĩ mà sợ võ thánh con mẹ nó thật sự đủ mảnh năm tấn thăng đầu ngựa bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại lão hiện tại nên làm cái gì bây giờ một cái toàn thân là máu tiểu đệ ông chặt đứt cánh tay run rẩy đi tới khủng long bên người khủng long lúc này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lời nói của tiểu đệ nhất thời làm cho hắn giận không kềm được hắn nhìn về phía tên tiểu đệ kia giơ tay ba hai ba mươi người để một người đánh thành như vậy tiểu đệ gãy một cánh tay bị khủng long toàn lực một cái tác đánh ngã xuống đất. Lúc này, A Phi ngăn lại còn định động thủ khủng long. Đại ca, chuyện này không thể cứ như vậy quên đi. Khủng long nghe vậy, ánh mắt âm lãnh, về trước rồi nói sau. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo những người còn lại rời đi. Buổi tối hôm nay, Trần Đạo có thể nói là để cho hắn mất hết thể diện. Nhưng hắn khủng long cũng không phải là người dễ chọc. Lương tử này, xem như kết thúc rồi a phi nhặt lại ngón tay bị đứt của mình nhưng đã chậm hiện tại đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đón về ngón tay bị đứt đã thành sự thật nhìn chỗ đứt ngón tay a phi nổi giận vũ thánh thù này lão tưởng nhớ kỹ hai người đại điểu và trư trư thành một mực quan sát ở xa xa sau khi nhìn thấy trần đạo chạy ra khỏi vòng vây cũng theo sát trời đi hai người trực tiếp bắt một chiếc xe chạy về phía hộp đêm quan tử sâm trong hộp đêm đến đây đều đặt cược cho ta đại lão ta có thể không xuống sao đúng vậy đại lão ngươi sắp thắng sạch tiền của các huynh đệ rồi lúc này trong hộp đêm có một phòng lớn chuyên thuộc về quan tử sâm quan tử sâm đang đánh bạc với một đám tiểu đệ trong tay hắn kẹp một điếu thuốc lá nhìn trước mặt bày đầy thẻ đánh bạc cả người cười toe toét mau 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 đừng nói nhảm đặt cược đặt cược lão tử hôm nay vận may tốt, thông sát toàn trường. Bị quan tử sâm nói như thế, mấy tiểu đệ cũng không dám phản kháng, nhào nhào ném toàn bộ lợi thế còn sót lại trong tay xuống. Ngay khi quan tử sâm chuẩn bị mở bài, Jimmy đi vào. Phía sau hắn, còn đi theo chim lớn cùng thịt heo thành hai người. Nhìn vẻ mặt Jimmy, hiển nhiên, hai người đại điểu đã đem sự tình nói với hắn. Đại ca. Jimmy đi thẳng đến bên quan tử sâm thì thầm với hắn một trận. Thật sao? Nghe Jimmy nói xong, quan tử Sâm sắc mặt khẽ biến, buông bài trong tay xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn Jimmy. Đại lão, còn không mở được bài A. À? Đại lão, mở bài rồi. Đại lão. Âm ý cái gì âm ý, nghe được mấy tiểu đệ trên bàn bài thúc giục, quan tử Sâm không kiên nhẫn khoát tay. Cúc cúc cúc, cúc hết cho ta, không chơi nữa. Nói xong, hắn trực tiếp nói thẻ bài trên bàn toàn bộ lồng tới bên cạnh mình. Tiếp theo, quan tử sâm từ trong đống thẻ bài kia, lấy ra mấy cái mệnh giá nhỏ, ném cho mấy tiểu đệ kia. Hôm nay lão tử may mắn, mấy đồng tiền này cầm đi mua rượu uống. Mấy tiểu đệ kết quả lợi thế, cũng không dám nói thêm gì, thức thời rời khỏi phòng. Đuổi bọn họ đi, quan tử sâm ngồi ở trên sofa, rót cho mình một chén rượu, đi tới trước mặt đại điểu cùng thịt heo thành võ thánh tên kia thật sự đem tiền muốn trở về hai người vội vàng gật đầu chúng ta tận mắt nhìn thấy hả quan tử sâm hứng thú a à, phi là ai hắn biết rõ nhất ỷ vào lão đại là khủng long luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh coi như là hắn tự mình đi đòi tiền cũng chưa chắc có thể đem tiền đòi lại một tiểu tử mới ra đời có thể từ trên tay hắn lấy lại tiền quan tử sâm hiển nhiên có chút không tin anh đi tới sofa ngồi xuống uống một hơi cạn sạch rượu trong tay chuyện gì xảy ra dưới sự hỏi thăm của quan tử sâm hai người đại điểu không dám có chút giấu giếm trực tiếp đem quá trình trần đạo đòi tiền nói một lần nói như vậy gọi là sinh động như thật từ trần đạo lấy một chọi mười lại đến chặt đứt a phi ngón tay cuối cùng bằng vào lực lượng một người tại khủng long hơn mười tiểu đệ vây quanh mở ra một con đường máu đào tẩu hai người không có buông tha một chút chi tiết nói xong lời cuối cùng, quan tử sâm trực tiếp há miệng, sững sờ tại chỗ. Quan tử sâm gắt gao nhìn chầm chầm hai người, tên kia thật sự mạnh như vậy. Đại điểu cùng thịt heo thành hai người vốn là nhát gan, bị quan tử sâm nhìn chầm chầm, càng là dọa cả người khẽ run, vội vàng tỏ vẻ theo như lời mình nói không có nửa điểm giả dối. Nhưng quan tử sâm vẫn không tin. Ở trong nhận thức của hắn, còn chưa từng có người mạnh như vậy quan tử sâm đem ánh mắt hướng về phía Jimmy bên cạnh. Jimmy chăm một điếu thuốc, lúc ấy phía dưới có tiểu đệ cũng thấy được một màn này, hiện tại đều đang truyền hòa liên thắng ra một cái thế mạnh nhân, một cái có thể chém mấy chục người. Nghe được Jimmy nói, quan tử sâm mới có chút dao động, bất quá vẫn bán tính bán nghi. Hắn vuốt ve cầm, thì thào lẩm bẩm. Trách không được một người mới dám gọi là võ thánh, thật thương mại lợi hại. Mà ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra trần đạo cả người đầy máu chậm rãi đi vào nhìn hai người chim lớn trần đạo sửng sốt hai người này chạy còn rất nhanh bất quá hắn không có quá nhiều để ý tới đại lão trần đạo đi tới quan tử sâm trước mặt cầm trong tay nhiễm máu túi nhựa ném ở trước mặt trên bàn nhìn về phía quan tử sâm sổ sách đã muốn trở lại nơi này là hai mươi vạn một phân không ít thấy quan tử sâm không nói gì trần đạo tiếp tục nói a phi tên kia không dễ nói chuyện ta chặt đứt một ngón tay của hắn cho hắn chút giáo huấn lúc trở về thuận tay chém ngã một ít người bất quá không có gây ra tai nạn chết người nói xong trần đạo đứng ở quan tử sâm trước mặt cứ như vậy bình thản nhìn hắn như vậy dường như nói sau nhiệm vụ này cũng không có gì khó khăn đại điểu cùng thịt heo thành nhìn cả người đầy máu còn thông dông như thế trần đạo đều bối rối đây vẫn là người sao? Thuận tay chém ngã một số người. Vì sao chuyện chém người này từ trong miệng hắn nói ra, có vẻ giống như chuyện thường như cơm bữa? Đừng nói hai người bọn họ, cho dù là quan tử sâm cùng Jimmy, lúc này cũng đồng dạng bị trần đạo kinh sợ. Bởi vì, lúc này trần đạo bộ dáng, tự như địa ngục sát thần bình thường, hung hãn dị thương. Trước đó, quan tử sâm cùng Jimmy còn chưa từng thấy qua người khủng bố như vậy. Trần Đạo cũng không thèm để ý, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Coi như là chính hắn, cũng bị vừa mới thể hiện ra chiến lực cho chấn kinh. Hắn cảm giác, vừa rồi chính mình, thật liền tự như võ thánh, thiên quân vạn mã, hắn vẫn như cũ có thể lấy địch tướng đầu. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Phòng bao lâm vào trầm mặt ngắn ngủi. Cảnh tượng như vậy rằng có một hồi lâu, quan tử xăm mới kịp phản ứng. Nhìn Trần Đạo trước mặt, trong lòng hắn vui vẻ, mình hôm nay xem như nhìn thấy bảo bối. Hảo tiểu tử, lão tử đã sớm nhìn ra ngươi không phải người bình thường, cho ngươi khảo nghiệm, ngươi hoàn thành rất đẹp, không có phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi. À, nghe nói như thế, Jimmy ở một bên nhìn không được len lén liếc mắt một cái. Khuôn mặt này trở nên. Thật nhanh. Vũ Thánh, không sai, cái tên này rất thích hợp ngươi quan tử sâm không chút che giấu vui sướng của mình vung tay lên từ hôm nay trở đi ngươi vũ thánh chính là ta quan tử sâm thủ mã ngươi về sau gọi ta sâm ca đi tạ sâm ca thưởng thức trần đạo khiêm tốn cúi đầu sau này lên núi đao xuống biển lửa sâm ca phân phó là được lúc này tác dụng tiêu thụ của trần đạo liền hiện ra lời nói này nụ cười trên mặt quan tử sâm càng thêm vài phần hắn nắm lấy túi ni trên bàn từ bên trong lấy ra 10 vạn. Vừa định đưa cho Trần Đạo, lại do dự một chút, lần nữa từ trong 10 vạn rút ra 5 vạn. Đem 5 vạn đồng đẩy tới trước mặt Trần Đạo, quan tử Sâm Hào khí mở miệng, "5 vạn này là của ngươi, cầm tiền đi xem vết thương." Nhìn trước mặt 5 vạn đồng tiền, Trần Đạo nội tâm thầm mắng, thật keo kiệt. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, lắc đầu, thuận miệng nói, "Không cần ta không có bị thương, trên người này máu đều là người khác, không cần nhìn vết thương, thay quần áo là được. Lời này từ trong miệng Trần Đạo nói ra mặc dù rất là tùy ý. Quan Tử Sâm và Jimmy đều hít vào một hơi khí lạnh. Một người đối chiến mấy chục người còn chưa tính. Còn có thể một chút thương tích cũng không bị chém ngã một con phố, người mới này, thật sự đủ mảnh. 6. Sơ thu tiểu đệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tuy rằng quan tử sâm bị lời nói của trần đạo làm cho chấn động nhưng hắn vẫn đem năm vạn đồng kia mạnh mẽ nhét vào trong tay trần đạo tiểu tử lão tử rất thưởng thức ngươi quan tử sâm vỗ vai trần đạo ngươi đủ uy đủ mảnh nhưng đi ra lăn lộn trên người không có bao nhiêu tiền lăn lộn như thế nào không đợi trần đạo phản ứng quan tử sâm nói tiếp tháng sau xã đoàn có trát chức đáng tiếc ngươi tư lịch còn thấp bằng không lại vì xã đoàn lập chút công ta xem ngươi có thể trát một cái sông hoa hồng côn sông hoa hồng côn nghe được từ này sắc mặt trần đạo khẽ biến đối với trần đạo kiếp trước thích nhất xem bộ phim cổ hoặc tử mà nói những từ này hắn cũng không xa là gì cái gọi là thăng chức cũng chính là ý tứ thăng chức hồng côn cũng chính là tay chân kim bài của xã đoàn nhất định phải thân kinh bách chiến đối với xã đoàn có công huân trọng đại mới có thể được trao tặng danh hiệu này mà thủ lĩnh trong Hồng Côn, gọi là sông Hoa Hồng Hổn, cũng chính là, trong xã đoàn, người có thể đánh nhất. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn tượng trưng cho địa vị và thực lực. Cuối cùng, cũng chỉ có Hồng Hổn mới có tư cách tiếp nhận vị trí người nói chuyện xã đoàn này. Như là phụ trách bôn tẩu liên lạc dày rơm cùng thân là quân sư quạt giấy trắng, căn bản cũng không có cơ hội này. Khi nghe được có thể cho Trần Đạo Trác một chức vị sông Hoa Hồng Côn, Trần Đạo chính mình không có phản ứng gì, ngược lại đại điểu cùng thịt heo thành cách đó không xa, nhào nhào ném tới ánh mắt hâm mộ. Bởi vì cái gọi là binh lính không muốn làm tướng quân không phải là một binh sĩ tốt, người đi ra lăn lộn, ai không muốn thượng vị. Jimmy cũng vào lúc này nhìn thoáng qua quan tử sâm, bất quá hắn ngược lại không có phản ứng gì. Bởi vì, hắn biết, quan tử sâm bất quá là đang nói tràn diện mà thôi. Hồng hỗn khó được, sông hoa hồng côn lại càng khó được nói đi nói lại trần đạo tóm lại vẫn còn quá trẻ tuy rằng hắn rất có thể đánh nhưng trong vòng một tháng muốn lăn lộn đến cùng mã sông hoa hồng côn căn bản là đầm rồng hang hổ cho dù là nói lời này quan tử sâm chính hắn chỉ sợ cũng là không tin trần đạo có thể làm được sâm ca trần đạo từ trong ngay người phản ứng lại muốn đem tiền trong tay trả lại cho quan tử sâm lại bị quan tử sâm một ngụm từ chối bảo ngươi cầm thì cầm có phải không nể mặt lão đại này không thấy quan tử sâm nói như vậy trần đạo chỉ có thể thu tiền lại tạ sâm ca vậy không phải là đúng rồi sao trần đạo thu tiền quan tử sâm mới cao hứng lại chăm một điếu thuốc hơn nữa đưa cho trần đạo một điếu sâm ca trần đạo chăm thuốc nhìn quan tử sâm nói ta tư lịch còn kém không thể nhanh như vậy thượng vị bằng không không phải làm cho ngươi khó làm sao Trần Đạo nói lời này rất chân thành, thậm chí làm cho Quan Tử Sâm cũng có chút cảm động. Đám tiểu đệ dưới tay hắn mỗi ngày đều muốn thượng vị như thế nào? Ngoại trừ Diêm Mi là một lòng muốn làm ăn, đối với thượng vị không có hứng thú. Trần Đạo là tiểu đệ đầu tiên vì mình mà suy nghĩ. Hắn cũng càng thêm khẳng định, có được Trần Đạo như vậy tiểu đệ tuyệt đối là phúc khí của hắn. Không tồi không tồi, thu tiểu đệ ngươi, xem ra là lão tử nhặt được đại tiện nghi bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có công ta nhất định sẽ cho ngươi làm việc giống như là diêm mi vậy lần này lúc quan tử sâm nói nhậm chức ngược lại so với vừa rồi nhiều hơn vài phần chân thật nếu như vừa rồi là qua loa với trần đạo vậy hiện tại quan tử sâm chính là thật sự muốn bắt chức cho trần đạo bất quá hắn hiển nhiên hiểu sai ý tứ của trần đạo trần đạo sở dĩ sẽ nói như vậy cũng không phải là thật sự vì quan tâm quan tử sâm sợ hắn khó làm hắn chẳng qua là thật sự không muốn ở xã đoàn làm quá cao mà thôi. Quen thuộc lịch sử Trần Đạo Minh Bạch, xã đoàn nhiều nhất còn có 15 năm liền muốn xong đời. Đến lúc đó cản đảo trở về, quốc gia thống trị, gặp tai ương đầu tiên chính là những cái gọi là xã đoàn cao tầng này. Hiện tại Trần Đạo, một lòng chỉ muốn ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, sớm một chút hoàn thành nằm vùng nhiệm vụ, khôi phục cảnh sát thân phận, sau đó làm ăn đứng đắn mới là chính đồ dù sao thân là một cái xuyên việt giả tại loại thời đại này bối cảnh bên dưới có bó lớn cơ hội kiếm tiền không cần phải vì chút tiền nhỏ mà bí quá hóa liều đem đầu cắm ở thắt lưng quần lăn lộn xã hội lại nói qua loa với quan tử sâm vài câu trần đạo xoay người đi ra khỏi phòng đại điểu cùng thịt heo thành hai người cũng là đi theo trần đạo phía sau ra khỏi hộp đêm trần đạo từ trong năm vạn đồng quan tử sâm đưa ra hai vạn chia làm hai phần đưa tới trước mặt đại điểu cùng thịt heo mỗi người hai vạn tự mình lấy đạo ca tiền này chúng ta không thể lấy đây là người lấy mạng đổi lấy đúng vậy đạo ca chúng ta cái gì cũng chưa làm không có tư cách lấy tiền này đại điểu cùng thịt heo thành nói tuy rằng hai người bọn họ rất muốn lấy số tiền này nhưng bọn họ thật sự là không có mặt mũi mấy người cơ hồ là cùng một lúc tiến vào xã đoàn cũng là đồng thời bị xếp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng hai người bọn họ lại bị dọa chạy, chỉ để lại Trần Đạo một người. Hiện tại để cho bọn họ lấy tiền, liền cùng tác bọn họ miệng không có gì khác nhau. Bất quá, Trần Đạo ngược lại cũng không thèm để ý những thứ này. Cầm đi, xăm ca cho ta 5 vạn, các ngươi mỗi người một vạn, ta còn có 3 vạn đủ dùng. Đi ra lăn lộn, quan trọng nhất chính là giảng nghĩa khí, các ngươi nếu cho ta dẫn đường, coi như là ta cho các ngươi tạ lễ. Trần Đạo nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói đến nước này, thành quả của đại điểu cùng thịt heo đoạn đem tiền thu lại, nếu không thu, chính là không nể mặt Trần Đạo. Cảm ơn, Đạo ca. Trần Đạo xoay người, khoát tay, không sao, tôi đi trước đây. Đạo ca, chờ ta một chút. Đại điểu cùng trư trư thành vội vàng đi theo. Tận mắt nhìn thấy trang diện Trần Đạo chém người rung động, Hai người lúc này đã sớm bội phục Trần Đạo từ đáy lòng. Trần Đạo nghe vậy, dừng bước, xoay người nhìn hai người theo sau. "Như thế nào, còn có chuyện gì sao?" Đại Điểu cùng thịt theo thành bị hỏi như vậy, đều có chút đỏ mặt, ấp úng nửa ngày không nói ra lời. "Có chuyện gì cứ nói đi." "Cái kia, Đạo ca." Đại Điểu gãi đầu, nói, "Ta muốn cùng ngươi lăn lộn." Có đại điểu xung phong, trư trư thành cũng vội vàng phụ họa đúng còn có tôi đạo ca tôi cũng muốn lăn lộn với anh ta tuy rằng lá gan có chút nhỏ nhưng là đạo ca ngươi yên tâm ta về sau theo ngươi lên núi đao xuống biển lửa đều đi theo ngươi suy nghĩ của cả hai rất đơn giản đi ra lăn lộn quan trọng nhất chính là muốn cùng một đại lão tốt trần đạo có thực lực có thể đánh lại đối với huynh đệ tốt chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ hơn nữa nếu trần đạo thật có thể lên làm sông hoa hồng côn vậy hai người bọn họ về sau cũng có thể đi theo thơm lây ở trong mắt bọn họ tương lai của trần đạo có thể nói là tiền đồ vô hạn nghe được lời nói của hai người trần đạo đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói được các ngươi sau này đi theo ta đi tuy rằng hai người này lá gan hơi nhỏ nhưng trần đạo nhìn ra hai người này tâm địa không xấu hơn nữa đại điểu cùng thịt heo thành đậu đều coi như linh quan, không chừng về sau mình chuyển nghề buôn bán, còn có thể dùng tới hai người bọn họ. Cứ như vậy, Trần Đạo có được nhóm tiểu đệ đầu tiên trong đời. Hắn rất cao tâm, trực tiếp mang theo chim lớn cùng thịt heo thành hai người, ở phụ cận tìm một quán ăn vặt, gọi một bàn đồ vật. Ăn gì cũng được, tôi mời. Nói xong, Trần Đạo dẫn đầu cầm lấy một chuỗi thịt xiên nhét vào trong miệng, liền thịt xiên, lại mãnh liệt trót một ngụm bia tư vị kia chỉ có thể dùng một chữ để hình dung sảng khoái vừa mới chém lâu như vậy người trần đạo bụng đã sớm đói muốn chết liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn ăn hứng khởi trần đạo trực tiếp đem trên người dính đầy máu tươi quần áo cởi ra ném qua một bên cũng vừa lúc đó đại điểu cùng thịt heo thành tài khiếp sợ phát hiện trần đạo trên người lại thật sự một chút vết thương cũng không có thậm chí ngay cả một chút trầy da cũng không có. Hai người nhao nhao cảm thán, đại ca của mình, thật sự mảnh quá kỳ cục. Đồng thời, cũng may mắn, chính mình đi theo một cái tiềm lực vô hạn đại ca. Hai người đã bắt đầu ước mơ tương lai bị Trần Đạo dẫn dắt, quét ngang toàn bộ cảng đảo tràn cảnh. Bất quá Trần Đạo mới không để ý tới cảm khái của bọn họ, tự mình ăn. Ăn gần một giờ, bụng của hắn mới xem như được lấp đầy thấy đại điểu cùng thịt heo thành ăn cũng kém không nhiều lắm trần đạo thanh toán sổ sách cáo biệt hai người liền không hề dừng lại ngựa không dừng vó về tới trong nhà của mình vừa về đến nhà trần đạo lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt ngưng thần nhìn về phía hệ thống của mình sau khi hắn từ tim sa chuỷ dết ra hệ thống nhắc nhở cũng không có đứt đoạn hắn đã sớm không kiềm chế được nội tâm kích động hiện tại rốt cục có thể nhìn xem cũng đúng lúc này trong đầu Trần Đạo, tiếng nhắc nhở như máy móc của hệ thống vang lên. Đinh ký chủ tại tiêm sa chuyển một trận chiến thành danh, võ thánh thanh danh tại cổ hoặc tử bên trong rộng rãi lưu truyền, bởi vì dũng mãnh thu hoạch được danh vọng giá trị 66. Đinh ký chủ trưởng nghĩa sơ tại thanh danh tại hòa liên thắng trong xã đoàn được lưu truyền rộng rãi, bởi vì giảng nghĩa khí thu được giá trị danh vọng 70. 7. Chấp đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cái này nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm trần đạo sắc mặt có chút khó coi hắn thật không ngờ dũng mãnh thu hoạch danh vọng giá trị dĩ nhiên còn không bằng trả tiền tới nhanh tình cảm chính mình đem tính mạng đánh cược ra ở nơi nào chém người cư nhiên còn kém trả tiền lừa gạt a à? đây không phải là điển hình của người chơi bần dân không theo kịp người chơi khắc kim sao nhìn thấu điểm ấy trần đạo lúc này quyết định về sau muốn làm một cái yêu huynh đệ giảng nghĩa khiến người Tuy rằng giảng nghĩa khí có thể đạt được càng nhiều giá trị danh vọng, nhưng ta là loại kia vì giá trị danh vọng mới giảng nghĩa khí người sao. Trần Đạo khoanh chân ngồi ở trên giường thì thào tự nói. Ta Trần Đạo, thề với trời, ta tuyệt đối không phải vì giá trị danh vọng mà giảng nghĩa khí, ta chỉ là đơn thuần là một cái giảng nghĩa khí người mà thôi. Vừa nói xong. Trần Đạo mãnh liệt vỗ đùi. Sáu, sớm biết rằng năm vạn đều cho bọn hắn. Hắn sắc mặt ngưng trọng, Tự hỏi, nếu như ngày mai đem còn dư lại tiền tiếp tế đại điểu bọn họ, không biết có tính hay không. Hệ thống không trả lời hắn. Suy nghĩ một hồi, Trần Đạo cũng lười suy nghĩ. Hắn thô sơ tính toán một chút, hai lần thu hoạch danh vọng giá trị đã đạt tới 136 điểm. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có thể rút thưởng một lần. Hệ thống, rút thưởng. Đinh phải chăng tiêu hao 100 giá trị danh vọng tiến hành một lần rút thưởng? Trần Đạo không chút do dự, vâng. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thành công tiêu phí 100 giá trị danh vọng tiến hành rút thưởng một lần. Trước mắt Trần Đạo, một đạo kim quang chật hiện. Trong kim quang đang nhanh chóng biến hóa. Từ vũ khí đến kỹ năng, thậm chí còn có những vật phẩm không thuộc về thời đại này như xe hơi, máy bay, tivi. Ta kháo, đầy đủ mọi thứ a. À. Nhìn kim quang xoay tròn nhanh chóng, Trần Đạo hứng thú, Tập trung tinh thần nhìn chậm chậm kim quang Kim quang trung xoay tròn chậm rãi biến chậm Cuối cùng, dừng ở tiền tài ký hiệu thượng Đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được 50 vạn đô la Hồng Kông Nhìn phần thưởng, khóe miệng Trần Đạo co rút một chút Mẹ nó, nhiều thứ tốt như vậy, ngươi liền cho ta cái này So sánh với tiền tài, Trần Đạo càng muốn một ít kỹ năng Như là kim cương bất hoại chi thân mái công tẩu bích các loại kỹ năng có thể làm cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, hắn không hút được. Hơn nữa không biết vì cái gì, Trần Đạo luôn cảm thấy, cái này hệ thống cho khen thưởng, giống như là đang ám chỉ hắn cái gì. Tuy rằng không đạt được thứ mình muốn, nhưng 50 vạn đô la Hồng Kông này cũng không ít. Phải biết rằng, nguyên tắc lý đại dê hối lộ thúc phụ, cũng bất quá mới cho 20 vạn mà thôi. Hơn nữa hiện tại thời đại này, 50 vạn vẫn là rất là rất đáng giá, xem như một khoản tiền lớn. Bất kể là lấy ra đổi giá trị danh vọng hay là mình dùng, đều là lựa chọn không hay. Trần Đạo rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, 50 vạn, lấy ra giảng nghĩa khí cũng không tồi, ai bảo ta là một cái giảng nghĩa khí người đâu. Thu liễm tâm thần, Trần Đạo ngạc nhiên phát hiện, giá trị danh vọng của mình lại đang dùng tốc độ mấy giờ mấy giờ liên tục tăng lên. Rất nhanh Trần Đạo liền hiểu được, hẳn là sự tích của mình còn đang lưu truyền nguyên nhân. Điều này cũng làm cho hắn thêm vài phần vui sướng. Nhìn tốc độ tăng trưởng này, Trần Đạo cảm giác sáng sớm ngày mai có lẽ còn có thể rút thưởng một lần. Hy vọng đến lúc đó có thể có kỹ năng. Nghĩ vậy, Trần Đạo liền đem 50 vạn toàn bộ thu vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong những thứ này, hắn mới tìm bộ sạch sẽ quần áo, tùy ý tẩy đi trên người mùi máu tươi, mặc vào quần áo liền chuẩn bị ngủ đúng lúc đó cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. can 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 nghe tiếng gõ có tiết tấu này Trần Đạo nhíu mày tiết tấu này chính là ám hiệu đã hẹn với Hàn xăm lúc đó chỉ cần tiếng gõ cửa xuất hiện Hàn xăm đã nhắc nhở hắn phải gọi điện thoại cho đối phương mẹ nó ngủ cũng không cho người ta ngủ Trần Đạo oán giận một câu nhưng vẫn dựa vào trí nhớ. Từ trong phòng cho thuê tìm ra một đại ca. Đại ca này là hàng xâm đặc biệt phối hợp với Trần Đạo, thuận tiện cho hai người liên lạc. Không do dự, Trần Đạo cho phía trên chỉ có một dãy số gọi tới. "Cậu làm rất tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất có tự tính, mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ, lúc trước không nghĩ tới cậu có thể đến như vậy, ngày đầu tiên đã đứng lại với Liên Thắng, trở thành thủ lĩnh của quan tử xâm, tốt lắm đều là vận khí tốt thôi. Trần Đạo chậm rãi trả lời. Tuy rằng lời này nghe có chút qua loa, nhưng đối với Trần Đạo mà nói, đúng là vận khí tốt. Vận khí không tốt, hắn cũng sẽ không thức tỉnh hệ thống, đạt được đinh tu toàn bộ thực lực. Nếu vận khí không tốt, hắn cũng sẽ không bị quan tử xâm phái đi tìm A Phi thu sổ sách. Nếu vận khí không tốt, hắn thương mại phỏng chừng đã chết mấy trăm lần rồi. Càng nghĩ càng giận. Trần Đạo tức giận muốn trực tiếp đập đại ca trong tay. Bất quá, lý trí vẫn khuyên nhủ hắn. Hàng Sâm cũng không nghe ra ý tứ khác trong giọng nói của Trần Đạo, chậm rãi nói, làm rất tốt, yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, sẽ không bạc đãi ngươi. Hàng Sâm khen ngợi một phen, nghe Trần Đạo không chút gần sống. Lời khen này, vừa rồi đã nghe qua ở chỗ quan tử Sâm. Trần Đạo trực tiếp lựa chọn im lặng không lên tiếng. Lại khen ngợi vài câu, Hàng xăm đột nhiên chuyển phong cách, cần kinh phí, cậu có thể tìm tôi đòi, mấu chốt là cậu phải đứng vững với liên thắng. Cậu là người lạ, yên tâm mạnh dạn làm việc, không ai biết cậu nằm vùng. Sau khi dừng chân với liên thắng, nhớ báo cáo tiến độ tuyển cử người nói chuyện xã đoàn mới của liên thắng sau nửa năm. Biết rồi, Sâm ca. Trần Đạo đáp. Đúng rồi. Ngữ khí hàng xăm đột nhiên thay đổi, nghe nói hòa liên thắng đang theo dõi tim sa chủy. Trần Đạo sửng sốt, cái này, tôi cũng không rõ lắm. Trần Đạo hiện tại chỉ muốn hỏi thăm người nhà hàng xăm. Hắn hôm nay vừa mới tiến cùng liên thắng, người ta để mắt tới nơi nào, hắn một người mới làm sao có thể biết. Đối với câu trả lời của Trần Đạo, hàng xăm cũng không nói thêm gì, chỉ chậm rãi nói tiếp. Người tim sa chủy e rằng sẽ không cho phép người của liên thắng chạy đi chen chân, cậu biết phải làm thế nào không? Trần Đạo kiếp trước thân là nhân viên bán hàng, lập tức hiểu được ý của hàng xăm. Ý của ngươi là, để cho bọn họ lâm vào nội đấu. Ha ha ha. Đầu dây bên kia, nghe Trần Đạo nói, hàng xăm cười nói. Không sai, cậu rất thông minh, chuyện này giao cho cậu, chỉ cần cậu có thể hoàn thành, tôi sẽ đích thân thỉnh công lão đại nghe khôn, đề nghị cậu lên ngôi. Đại cũng không cần. Trần Đạo khả đối với thượng vị không có chút hứng thú nào. Nhưng anh vẫn đồng ý, yên tâm đi, Sâm ca. Sau khi Trần Đạo đồng ý, hàng Sâm liền cúp điện thoại. Mẹ nó, cái bánh nướng này vẻ cũng thật lớn, ta thiếu chút nữa liền động tâm. Nhìn đại ca trong tay, Trần Đạo lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, đại gia người ta mới không hiếm là thường vị đâu, xã đoàn Hồng Kông chỉ là hoa cúc ngày mai, sớm muộn gì cũng xong đời. Tiểu gia ta sớm muộn đem các ngươi một lưới bắt hết, sau đó ta liền đi làm cản đảo một cái, tài chính cự ngạc đang nói cửa lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa keng 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 tiết tấu lần này không giống vừa rồi mẹ nó còn để cho người ta ngủ hay không hai người hẹn nhau sao các người rảnh rỗi đừng tới giày xéo tôi à Trong nháy mắt nghe được tiếng gõ cửa mặt Trần đạo liền đen xuống bởi vì thanh âm này chính là ám hiệu cảnh sát bảo hắn đi liên lạc bất quá oán giận thì oán giận sau khi thanh âm biến mất trần đạo vẫn bất đắc dĩ lắc đầu mặc quần áo vào đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa trần đạo nhìn cách đó không xa một tòa nhà cao tầng lại nhìn không được oán giận đứng lên mẹ nó cảnh sát cũng quá nghèo đi hàng xăm tốt xấu gì cấp phối đại ca cảnh sát cương nhiên còn ở nơi nào mặt đối mặt giao dịch chăm chọc xong trần đạo trong lòng thoải mái không ít cũng không hề do dự hướng tòa nhà cao tầng kia nhấc chân đi đến tám trả thù bạn đang nghe tại truyện chấm audio bây giờ đã là đêm khuya mặt trăng rất lớn cũng không quá tối người đi đường không nhiều trần đạo cẩn thận xác nhận không có đuôi sau đó mới đi tới sân thượng hẹn gặp cảnh sát sân thượng chất đầy đồ lặt vặt và đường ống phức tạp mẹ nó có thể hay không hẹn một chỗ tốt một chút. Trần Đạo cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở trên sân thượng, tìm kiếm người nối máy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tại sân thượng gốc nhìn thấy một cái mang theo kính râm, chính tựa vào sân thượng lan can bên người. Người này, Trần Đạo rất quen thuộc. Hoàng Chí Thành Bộ phim Vô Giang Đạo này Trần Đạo kiếp trước không biết đã xem bao nhiêu lần, đối với Hoàng Chí Thành có thể nói là cực kỳ quen thuộc phái một phái nằm vùng chính là mười mấy năm, cuối cùng mình còn chưa hoàn thành lý tưởng đã bị giết, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng thương. Bất quá lúc này Hoàng Chí Thành cùng Trần Đạo trong hình ảnh vẫn là có chút không giống nhau. Hắn lúc này còn không có già như vậy, chính trực tráng niên, cả người nhìn qua mang theo vài phần uy nghiêm. Sếp Hoàng Trần Đạo đi tới bên cạnh Hoàng Chí Thành, đêm hôm khuya khoác đeo kính râm, cũng không sợ rơi xuống. Nhìn thấy Trần Đạo, Hoàng Chí Thành tháo kính trăm xuống, trên mặt mang theo chút tức giận, tức giận nói. Trần Đạo, ta là để cho ngươi tới làm nằm vùng đấy, không phải để cho ngươi tới thật sự làm xã hội đen đấy. Một người chém ngã mấy chục người, Cục Cảnh sát buổi tối hôm nay ít nhất nhận được hơn 10 lần liên quan đến ngươi huy hoàng sự tích báo cảnh sát điện thoại, ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là người tốt hay là người xấu? vừa gặp mặt đã bị của trách một trận, Trần Đạo cũng nổi giận. Nếu không cậu đứng ở vị trí của tôi thử một lần. Nghe được Trần Đạo nói, Hoàng Chí Thành cũng ý thức được giọng nói của mình có chút quá mức, lập tức mềm nhũng. Mặc dù anh có lệnh miễn trừ khởi tố tội phạm, nhưng cũng cố gắng ít dính líu đến chuyện trong xã đoàn, nếu không sẽ phiền phức. Nghe được lệnh miễn truy tố tội phạm, sắc mặt Trần Đạo khẽ biến. Cái gọi là lệnh miễn truy tố hoạt động phạm tội, chính là khi nằm vùng trở về cục cảnh sát cho dù khi nằm vùng có hoạt động phạm tội cũng sẽ không bị khởi tố đây chính là sức mạnh trần đạo cảm không kiên nể gì chém người như thế thấy giọng nói của hoàng chí thành mềm nhũng trần đạo cũng thu hồi tính tình không có biện pháp toàn bộ hồng kông chỉ có một mình hắn biết thân phận nằm vùng của trần đạo cái này nếu chọc cho lão ngậm lông này mất hứng tức giận đem hồ sơ của trần đạo xóa bỏ vậy hắn có thể thật xong rồi chỉ có thể cả đời làm một cổ hoặc tử. Nghĩ tới đây, Trần Đạo trên mặt chất ra một vòng nụ cười. Thật sự không có biện pháp a, à. quan tử xâm ngày đầu tiên liền để cho ta đi đòi nợ a, à. ta cũng không thể làm người chết a. À. Sếp Hoàng, hay là anh điều tôi về đi, tôi cảm thấy tôi thật sự không thích hợp làm nằm vùng, anh điều tôi về, lại phái người thích hợp đến. Nói xong, Trần Đạo lòng tràn đầy chờ mong nhìn Hoàng Chí Thành, nghĩ thầm, nếu như có thể bị triệu hồi cục cảnh sát vậy hắn có thể sớm một chút mở ra chính mình hoàng mỹ nhân sinh nhưng hoàng chí thành hiển nhiên sẽ không đồng ý thỉnh cầu này của trần đạo phải biết rằng cảnh sát muốn bồi dưỡng một nằm vùng thời gian và tiền bạc tiêu tốn là rất lớn giống như trần đạo loại này đại lục nhập cư trái phép mà đến khuôn mặt lạ có thể nói là chỉ có thể ngộ không thể cầu không được hắn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt cũng mở miệng nói trần đạo cậu bình tĩnh tỉnh táo lại có thể đánh, rất thích hợp làm nằm vùng, tiếp tục làm là được. Anh đã khiến tôi nhìn anh với cặp mắt khác xưa, tiếp tục cố gắng lên. Hoàng Chí Thành không ngừng thổi phòng, nhưng Trần Đạo lại không nhìn được giật khóe miệng. Nha, trở mặt cũng quá nhanh đi. Vừa rồi còn là một trận của trách, hiện tại trực tiếp biến thành thưởng thức. Dám giả vờ nữa không? Trần Đạo còn muốn phản bác, lại trực tiếp bị Hoàng Chí Thành cắt ngang. Gần đây, có chuyện gì với liên thắng và hàng sâm không chết tiệt trần đạo nội tâm một trận vạn mã phi nước đại bất quá lại đối với hoàng chí thành không thể làm gì dù sao hắn cũng nắm nhược điểm thân phận nằm vùng của mình mặc dù đối với việc không thể trở về cục cảnh sát trần đạo có chút thất vọng nhưng hắn vẫn thành thật đem toàn bộ tình huống mình biết nói cho hoàng chí thành hàng sâm bây giờ là tiểu đệ trung thành của nghe gia một tên chó săn chết tiệt hắn phái ta tới nằm vùng với liên thắng, là muốn ta ngăn cản liên thắng cắm cờ tim sa chủy, tốt nhất là để nội bộ liên thắng đại loạn. Về phần hòa liên thắng, ta lúc này mới vừa tới ngày đầu tiên, ở đâu ra tình huống? Từ nghe Trần Đạo trả lời, Hoàng Chí Thành gật đầu. Quan sát kỹ, có tin tức gì báo cáo bất cứ lúc nào, chỉ cần xử lý xong nghe gia sẽ điều cậu về. Trần Đạo gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Lập tức xoay người rời đi. Một khắc cũng không muốn dừng lại. Trần Đạo lắc đầu cười khổ, cả đêm ăn hai cái bánh lớn, hàng xăm vẽ bánh cho tôi, cậu cũng vẽ bánh cho tôi, tôi sắp ăn no rồi. Nếu không tôi đã xem phim, tôi sẽ tin lời anh, phải biết rằng, thân phận nằm vùng của Trần Vĩnh Nhân ngẩn ngơ mười mấy năm, tôi nào có nhiều thời gian chờ anh vẽ bánh như vậy. Trần Đạo dọc theo đường đi lại nhải oán giận. Đối với việc hoàn chí thành triệu hồi cục cảnh sát, Trần Đạo căn bản không coi ra gì hắn hiện tại cũng chỉ hy vọng lão thất phu này ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu như hắn không cẩn thận ngã chết vậy thân phận nằm vùng của hắn có thể thật sự đóng băng nghĩ vậy trần đạo đã theo đường cũ về tới phòng thuê của mình mẹ nó cuối cùng cũng có thể ngủ mới vừa vào cửa nhà trần đạo trực tiếp bay nhào lên giường hôm nay hắn không phải đang chém người chính là đang ứng phó hai tôn đại thần thật sự làm cho hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Mới vừa nằm ở trên giường, Trần Đạo mí mắt trên dưới liền không ngừng đánh nhau. Ngay tại Trần Đạo sắp ngủ thời điểm, một trận dồn dập tiếng gõ cửa, trực tiếp đem hắn cho dọa tỉnh. Keng 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 ken mẹ nó. Ôi chao, Ai tới cũng không được, cút cho ta. Trần Đạo rốt cuộc nhìn không được nữa, trực tiếp mắng chửi ở cửa nhưng tiếng gõ cửa kịch liệt trực tiếp che giấu tiếng mắng của hắn không thể nào trần đạo nổi giận đùng đùng từ trên giường bò dậy mở cửa còn chưa thấy rõ là ai liền trực tiếp mở miệng mắng mẹ nó không dứt đúng không đại đại ca đại điểu cùng trư trư thành hai người bị trần đạo mắng như vậy trực tiếp cứng đờ tại chỗ tay gõ cửa đặt trên không trung tiếp tục gõ cũng không được buông cũng không được sao lại là anh? Anh tới làm gì? Thấy rõ người tới, Trần Đạo tức giận tiêu tan một nửa. Hắn nội tâm điên cuồng an ủi chính mình, không thể mắng tiểu đệ, không thể mắng tiểu đệ, ngươi là cái giảng nghĩa khiến người. Một hồi lâu, mới đem tâm tình nóng nảy an ủi xuống. Lúc này, Trần Đạo mới phát hiện, trên mặt đại điểu hai người mang theo vẻ vô cùng lo lắng, hắn lập tức ý thức được sự tình không đúng. Có chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Đào vội vàng hỏi. Đại Điểu lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, vừa rồi. Vừa rồi. Bởi vì vừa mới chạy quá nhanh, hắn hiện tại thở hổn hển, ngay cả nói cũng nói không rõ. Vẫn là một bên thịt heo thành mở miệng nói ra. Vừa rồi xâm ca hút lớn, kết quả đụng phải khủng long, bị khủng long cho bắt đi, khủng long hiện tại thả ra lời, điểm danh cho ngươi đi chuột, hắn còn nói muốn ngươi cầm 30 vạn tiền thuốc men cho A Phi. Cái gì? Sắc mặt trần đạo trong nháy mắt đen xuống, Sam ca bị bắt đi đâu rồi? Tim sa chủy. Đại điểu lúc này cũng chậm lại, vội vàng mở miệng, Jimmy ca hiện tại đang chờ ngươi qua đó cùng nhau quyết định. Đi thôi. Trần đạo đơn giản thu thập một chút, liền ngựa không dừng vó đi theo hai người đại điểu đi tới chỗ Jimmy. Trần đạo hiện tại buồn bực cực kỳ người khác gia nhập xã đoàn, một năm nửa năm có lẽ đều không gặp được sự tình, bị hắn trong vòng một ngày, toàn bộ cho gặp được. Rất nhanh, ba người liền tới một quán ba. Lúc này trong quán bar, đã không có khách nhân, thay vào đó là hơn 10 cái tay cầm vũ khí tiểu đệ. Dưới sự dẫn dắt của hai người đại điểu, Trần Đạo gặp được Jimmy. Hai người chào hỏi lẫn nhau. Trần Đạo cũng không để ý, đi thẳng vào vấn đề, Jimmy ca, tình huống bây giờ thế nào? Tôi đã bảo chú xã đoàn liên lạc với người của đại giới rồi. Jimmy đưa cho Trần Đạo một điếu thuốc, nhưng khủng long đã nói rồi, trừ phi cậu đi, không thì không thả người. Thời gian chính là hai giờ sau, khủng long nói, hai giờ sau nếu không gặp được cậu, liền trốn khỏi tay quan tử sâm. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe Jimmy nói vậy, Trần Đạo rơi vào trầm tư. Đạo ca, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến A, đại điểu lộ ra vẻ lo lắng trư trư thành cũng phụ họa nói đúng vậy a à, đạo ca ngươi không thể đi khủng long này rõ ràng là hướng về phía ngươi tới ngươi nếu là đi chính là trúng khủng long gian kế lúc này người ở đây đều biết sự tình không dễ làm chim và thịt heo nói rất đúng khủng long rõ ràng là bởi vì trần đạo đánh người của hắn mà ghi hận trong lòng hiển nhiên là muốn trần đạo chết cho dù không chết cũng phải lui thành gia chính tìm sa chủy phong vân bạn đang nghe tại truyện chấm audio hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh lại ai cũng biết chuyện này đại biểu cho cái gì jimmy cũng không ngoại lệ nhưng không có biện pháp sự tình đã xảy ra quan tử sâm dù sao cũng là đại lão của hắn jimmy không có khả năng mặc kệ vũ thánh chính ngươi cũng biết đây là ngươi ban ngày mất đi khủng long mặt mũi hắn đây là muốn phế ngươi tìm về thể diện Trần Đạo gật gật đầu. Hắn đã sớm nghĩ đến khủng long sẽ báo thù, cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đê tiện như vậy. Trần Đạo có chút buồn rầu. Mẹ nó, vì cái gì các loại chuyện phiền toái đều có thể bị hắn gặp phải? Thật sự ghen tị với anh tài. Mặc dù đã biết sự tình, nhưng Trần Đạo còn có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn về phía Jimmy, nghi hoặc hỏi: "Sâm ca bên người không mang theo người sao?" dù sao quan tử sâm cũng là một lão đại. Cho dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng thân là một lão đại, ra ngoài bên người làm sao có thể không mang theo mấy tiểu đệ. Có tiểu đệ còn có thể dễ dàng bị bắt như vậy. Chẳng lẽ là tiểu đệ bị khủng long mua chuột? Trần Đạo lắc đầu. Phủ nhận ý tưởng này. Lưu manh có lưu manh quy củ, loại này khi sư diệt tổ hành vi, nếu là bị bắt được, đó chính là ba đao sáu động trừng phạt, hẳn là không có mấy người dám trắng trợn phản bội chính mình đại lão nhưng nếu như tiểu đệ không có phản bội vì sao quan tử sâm lại dễ dàng bị khủng long bắt được như vậy ngay khi trần đạo trăm mối vẫn không có lời giải Jimmy mi thở dài khuôn mặt chua xót nói sâm ca ăn uống chơi gái cờ bạc ma túy đều đầy đủ thường xuyên hút thuốc ngay cả người cũng không tìm thấy lần này là chính hắn hút nhiều chạy đến tim sa chuỷ mới bị bắt Trần Đạo còn đang trầm tư suy nghĩ nghe được Jimmy nói, nhất thời sắc mặt liền đen thành một đường thẳng. Nhân tài A. À? Trần Đạo nghe vậy trực tiếp hết chỗ nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đời trước mình rốt cuộc tạo nghiệt gì, mới có thể gặp phải một đại lão như vậy. Trần Đạo hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, coi như là chính mình vận khí tốt, hỗn xã hội không có bị người khác đánh chết, cũng phải bị chính mình cái này ngốc bức đại lão cho hại chết bất quá oán giận thì oán giận quan tử sâm dù sao cũng là đại lão bên ngoài của mình không thể trắng trợn thấy chết mà không cứu không thể nào trần đạo chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng nghĩ biện pháp cứu hắn ra rồi nói sau vòng tròn lớn bên kia sẽ động súng sao trần đạo vẻ mặt lo lắng hỏi diêm mi đùa thôi tuy rằng mình có được đinh tu toàn bộ thực lực đánh nhau không nói bách chiến bách thắng cũng là dũng mãnh vô cùng nhưng hết thảy đều là ở đối diện bất động thương điều kiện tiên quyết. Nếu đối diện không nói võ đức, động hỏa khí, vậy coi như là trần đạo, cũng chỉ có kẹp đuôi chạy trốn phần. Dù sao, ai cũng sẽ không ngốc đến mức cầm dao đi chém người cầm súng đối diện chứ. Đương nhiên, ngoại trừ quan tử xâm hút lớn. Xã đoàn sự tình trên cơ bản sẽ không động súng, trừ phi là phan hâm mộ, đây là quy củ, cho nên khủng long bên kia phỏng chừng cũng sẽ không động súng, nhiều nhất là động đao jimmy nghiêm túc nói đi ra ngoài lăn lộn có quy củ lăn lộn mặc kệ xã đoàn lớn hơn nữa không đến vạn bất đắc dĩ đều không cho phép động súng câu lạc bộ sống mái với nhau chỉ cần không động súng không ảnh hưởng đến người vô tội cảnh sát bình thường liền mắt nhắm mắt mở một khi động súng sự tình chính là nháo đến đến lúc đó chặt đứt tài lộ của người khác đừng nói là cảnh sát cho dù là đồng nghiệp cũng phải nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Khủng long chưa đủ ngu để tự đào mồ chôn mình. Điều này cũng làm cho Trần Đạo thở phào một hơi. Chỉ cần không động súng, tất cả đều có thể. Nhưng Jimmy nhìn thấy bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Trần Đạo, lại thở dài, nghiêm túc nói. Võ Thánh, ngươi mặc dù có thể một người đánh mấy chục người, nhưng hơn trăm người động đao, cùng động thương không có gì khác nhau, giống nhau đầm rồng hang hổ, đều là đường chết. Trần Đạo gật gật đầu, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tôi đã liên lạc với khủng long, cố gắng bỏ ra ít tiền mua người, anh không cần đi. Vậy thái độ của khủng long bên kia là gì? Trần Đạo hỏi. Nếu có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất. Vừa vặn hắn nơi này còn có 50 vạn, dù sao cũng là rút thưởng có được. Đến lúc đó nếu quả thật có thể dùng tiền đem chính mình đại lão mua ra, chính mình giảng nghĩa khí điểm ấy có thể chứng thực đến lúc đó, có danh vọng giá trị, 50 vạn chính mình căn bản là chướng mắt. Nhưng không đợi Trần Đạo cao hứng, Jimmy trực tiếp dội cho hắn một chậu nước lạnh. Ta bên này đã ra tới 50 vạn, nhưng khủng long vẫn không đáp ứng, đoán chừng là còn chưa tới tâm lý hắn mong muốn. Nói xong, Jimmy cũng là giận lên trong lòng, một quyền hung hăng nện ở trên bàn, mắng. Ngao, khủng long khẩu vị cũng thật lớn, cũng không sợ bị nghẹn chết. Trần Đạo cũng siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, 50 vạn còn không đáp ứng. Con khủng long này xem ra nhất định phải đưa mình vào chỗ chết. Như vậy đi. Jimmy nhìn về phía Trần Chiếu nói. Nếu cậu có thể lấy thêm 20 vạn ra, tôi cảm thấy cũng không kém nhiều lắm. Vừa nói xong lời này, Jimmy liền lắc đầu, nếu cậu không có thì thôi, tôi đi nghĩ biện pháp gom góp một chút. Trong mắt Jimmy, Trần Đạo bất quá là một người mới vừa ra ngoài lăn lộn, làm sao có thể lấy ra 20 vạn. Nghĩ vậy, hắn định gọi điện thoại vay tiền, lại bị Trần Đạo ngăn lại, trong nhà ta có 20 vạn, ta bây giờ trở về lấy. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, một mình đi ra quán ba. Ra khỏi quán ba, Trần Đạo cũng không có trở về. Cái kia 50 vạn lúc này ngay tại hệ thống không gian bên trong thả, nếu không là sợ hãi bại lộ chính mình người xuyên việt thân phận. Hắn trực tiếp ngay trước mặt Jimmy lấy ra. Trần Đạo biến mất ở cửa quán bar, tùy ý tìm một góc bắt đầu hút thuốc. Lần này ta lấy 20 vạn ra cứu đại lão, đủ nghĩa khí đi. So với giá trị danh vọng, tiền có ích lợi gì? Không phải 20 vạn sao? Ai bảo mình nói nghĩa khí đây? Lấy ra thì lấy ra đi. Trần Đạo ngồi xổm ở ven đường liền hút vài điếu thuốc, đoán chừng thời gian chênh lệch không nhiều lắm mới đi đến một cái mỗi người gốc, từ trong hệ thống cầm 20 vạn đi ra, lúc này mới một lần nữa trở lại quán ba. Jimmy ca, hôm nay vận may tốt, đại lão cho ta tiền vừa vặn thắng 20 vạn, toàn bộ ở chỗ này. Trần Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói, thuận tay đem tiền đưa tới Jimmy trước mặt. Hiện tại lúc này, cũng không ai đi quản Trần Đạo tiền này là từ đâu tới. Jimmy nhận tiền, nói tiếng cảm ơn, liền gọi điện thoại cho Khủng Long. Khủng Long ta ra bảy mươi vạn đem ta đại lão cho thả trở về mẹ nó khủng long ngươi đừng quá đáng tuy rằng không biết đầu dây bên kia khủng long nói như thế nào bất quá từ trong ánh mắt phẫn nộ của jimmy có thể thấy được khủng long cũng không có đáp ứng vẫn không được sao trần đạo hỏi jimmy nghe vậy vẻ mặt giận dữ khó xử hắn nói hắn muốn một trăm vạn nếu không miễn bàn một trăm vạn tiểu đệ ở đây nghe được con số này đều là hít sâu một hơi khí lạnh. Con số này, đối với bọn họ mà nói, chính là một con số trên trời. Thậm chí cho dù là quan tử sâm cũng không lấy ra được. Trần Đạo nghe được con số này, cũng không nhịn được. Chết tiệt, đây không phải là tống tiền thuần khiết sao? Giá khởi điểm. Xin lỗi, Trần Đạo tôi không ăn bộ này. Trần Đạo sắc mặt âm lãnh, cầm lấy điện thoại trong tay Jimmy điện thoại vẫn chưa ngắt ta lập tức sẽ tới ta chưa tới trước lão đại của ta nếu thiếu một sợi tóc khủng long ca ngươi tốt nhất mua tốt quan tài nói xong cũng mặc kệ đối diện trả lời như thế nào trực tiếp cúp điện thoại nghe nói như thế các mễ lộ vẻ kinh ngạc hắn chưa từng nghĩ trần đạo sẽ đi dù sao đi ra lăn lộn nói là giảng nghĩa khí trên thực tế là nói tiền không có tiền ai lăn lộn với anh chớ nói chi là có người sẽ bởi vì cái gọi là nghĩa khí, vứt bỏ tánh mạng của mình mặc kệ, chạy đi cứu người. Nhưng Trần Đạo lại có thể làm được điểm này. Điều này đủ để nói rõ, Trần Đạo, không đơn giản. Cúp điện thoại, Trần Đạo nhìn về phía Jimmy, yên tâm đi Jimmy, tôi nhất định sẽ mang xăm ca về. Nói xong, Trần Đạo lại hỏi Jimmy vị trí cụ thể của khủng long. Jimmy cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho Trần Đạo chiếm được địa điểm của khủng long, Trần Đạo không hề do dự, trực tiếp mang theo chim lớn và thịt heo xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Đạo, Jimmy bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chỉ vài tiểu đệ của mình, để cho bọn họ đi theo. Ngay khi Trần Đạo vừa rời khỏi quán bar, điện thoại của Jimmy vang lên. Alo, Long Căng Thúc. Nghe điện thoại, giọng điệu Jimmy lập tức trở nên thập phần tôn kính. Bởi vì, người gọi điện thoại tới, chính là thúc phụ của quan tử sâm tình huống thế nào rồi đầu bên kia điện thoại một giọng nói già nua truyền đến vũ thánh đã dẫn người đi qua hả nghe được tin tức này đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt một chút xã đoàn bây giờ lại còn có người nói nghĩa khí như vậy sao thật sự là đáng tiếc nói xong đầu dây bên kia truyền đến một trận tiếng thở dài điện thoại cũng vào lúc này bị cúp hiển nhiên không ai cảm thấy Trần Đạo có thể còn sống trở về. Chương 10 Bắt giặc trước tiên thân vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay tại Jimmy cùng Long Căng Thúc gọi điện thoại thời điểm, Trần Đạo đã mang theo đại điểu hai người cùng với Jimmy phái tới vài tên tiểu đệ, đi ra quán bar. Đi thôi. Trần Đạo và đám đàn em lên một chiếc xe tại cũ nát, đại điểu ngồi ở vị trí lái, châm lửa khởi động, lái về phía tim sa chủy xe là Jimmy đưa cho Trần Đạo, ngoại trừ có thể châm lửa, không có ưu điểm nào khác. Trên thân xe, còn trải rộng không ít dấu vết đao kiếm chém chém cùng điểm điểm vết máu. Mẹ nó, không thể đổi xe tốt một chút sao? Tốt xấu gì tôi cũng coi như xả thân vì nghĩa đi. Ngồi ở trên xe, sốc nảy dị thường, Trần Đạo nhìn không được trong lòng oán giận nói. Mười mấy phút sau, xe tải dừng ở một tòa nhà năm tầng cách tim sa chủy không xa. Xuống xe, đại điểu lấy một túi da trắng từ cốp xe đưa cho thịt heo, chia cho các huynh đệ. Trần Đạo nhìn túi da trắng, ngăn thịt heo đang chuẩn bị phân phát vũ khí lại, bên trong quá nguy hiểm, ta tự đi là được, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đạo ca Đại điểu có chút sốt ruột, để chúng ta đi cùng ngươi, một mình ngươi quá nguy hiểm. Nói xong, đại điểu nhìn không được nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa. Lúc này đám người trần đạo cũng nhìn sang chỉ thấy cao ốc phía trước có một khối thật lớn trống trải đất trống mà lúc này trên cao điểm đang đốt một đống lửa trại khủng long ngồi trước đống lửa trại ăn thịt nướng uống bia bên cạnh hắn vây quanh không ít tiểu đệ xa xa quan sát sơ lược phỏng chừng ít nhất cũng có hơn trăm người dao phây trên tay đám mã tử này dưới ánh trăng cùng ánh lửa song song chiếu xuống càng lộ ra vẻ nguy hiểm hiển nhiên bọn họ đều đang chờ đợi trần đạo đến tuy rằng cách cao ốc ít nhất cũng có trên trăm mét khoảng cách nhưng trần đạo đám người vẫn như cũ có thể nghe được bọn họ tiếng kêu mắng đợi lát nữa chém chết hắn các huynh đệ lát nữa ai xuống tay nhẹ lão tử giết chết hắn mẹ nó dám đánh chúng ta vòng xã hội người tiểu tử kia sống không kiên nhẫn xem ra bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ trần đạo mắc câu thu hồi ánh mắt trần đạo nhìn đại điểu lòng trung thành của các ngươi ta biết nhưng đi cũng vô dụng. Trần Đạo nói là sự thật. Cho dù đám người đại điểu đi theo mình, một chút tác dụng cũng không có. Không phải Trần Đạo xem thường tiểu đệ của mình. Thật sự là, chính mình mấy người này, cùng đối diện hơn trăm cầm trong tay khảm đao, hung thần ác sát đại vòng mã tử, căn bản cũng không thể so sánh. Đi cũng là tặng đầu người không công mà thôi. Hơn nữa, ai nói Trần Đạo thật sự định cứng đối cứng với bọn họ chim lớn có chút do dự đạo ca anh thật sự định đi đổi một sao xem tư thế khủng long này rõ ràng là muốn giết chết anh cho dù là giao tiền cũng không đi ra được thịt heo thành cũng là đi tới trần đạo bên người vẻ mặt lo lắng nói đúng vậy đạo ca khủng long bên kia rõ ràng là dốc toàn lực mà ra mãnh hổ cũng không chịu nổi bầy sói a à. hai người bọn họ tuy rằng vẫn không che giấu được nội tâm sợ hãi nhưng lần này lại không có lựa chọn chạy trốn Bất quá, mấy tiểu đệ Jimmy phái tới thì không giống nhau. Bọn họ đi ra lăn lộn, chính là vì một cái mặt mũi cùng phong quan, nhưng mạng cũng sắp không còn, nói phong cách gì. Phong cảnh hạ tán sao? Ngoại trừ chim lớn và thịt heo thành hai người, những người khác đều thì thầm, rõ ràng không vui dính vào vũng nước đục này. Không chạy, coi như là nể mặt Trần Đạo. Trần Đạo đương nhiên biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng cũng không có ý trách cứ bọn họ hắn nhìn đại điểu ý vị thâm trường cười nói ngươi xem ta giống hữu dũng vô mưu ngốc bức sao mặc dù đại điểu không hiểu lời này của trần đạo là có ý gì nhưng vẫn lắc đầu không giống vậy không phải được rồi sao trần đạo cũng không phải kẻ ngốc biết rõ đối diện chuẩn bị đầy đủ còn ngốc hồ hồ xông vào bên trong hắn tuy rằng rất có thể đánh nhưng với thực lực trước mắt của trần đạo hắn cũng không cảm thấy mình thật sự là một võ thánh có thể ở dưới hơn trăm người vây công đem người cứu ra chính mình còn có thể sống sót đừng nói trần đạo có được đinh tu toàn bộ thực lực coi như là chân chính đinh tu hiện tại xuất hiện ở chỗ này hắn cũng tuyệt đối làm không được hơn nữa trần đạo cũng sợ chết thậm chí so với người bình thường càng sợ chết chỉ có người đã chết một lần mới hiểu được loại quyến luyến đối với cuộc sống này đại lão nhất định phải cứu nhưng là nếu như cứ như vậy bó tay chịu trói đó chính là đơn thuần đầu óc có bệnh, đi ra lăn lộn, không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, còn muốn ăn đầu óc, hắn nhìn về phía đại điểu, nghiêm túc nói. Có ý gì? Đại điểu vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn Trần Đạo trực tiếp để lộ ra một bộ biểu tình chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngược lại là một bên thịt heo thành đứng ra, đạo ca, ý của ngươi là, chúng ta dùng trí. Từ, trẻ em dễ dạy. Trí thủ mới là ý nghĩ của Trần Đạo hơn nữa nhìn bộ dáng trần đạo đã tính trước hiển nhiên trong lòng đã có kế hoạch đại điểu lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới tại hơn trăm người bày ra thực lực tuyệt đối trước mặt thật sự có trí thủ khả năng bất quá hắn vẫn là một bộ thấy chết không sờn nói với trần đạo đạo ca ngươi nói làm sao chúng ta liền làm như vậy lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần ngươi lên tiếng chúng ta tuyệt không nói hai lời đúng tuyệt không hai lời Trư Trư Thành cũng phụ họa nói. Ách. Trần Đạo vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình cũng không phải Diêm Vương gia, ta làm sao phải để cho các ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Hơn nữa, cho dù hai người các ngươi thật sự nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, nhưng mấy người phía sau kia cũng chưa chắc nguyện ý a. À. Tuy nhiên, Trần Đạo vẫn cảm động trước sự trung nghĩa của chim lớn và thịt heo. Hắn khoát tay áo, nói: không cần các ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi cứ ở đây chờ, đợi lát nữa nếu có cơ hội, lập tức dẫn xăm ca đi, không cần lo cho ta, ta tự mình có biện pháp. Nói xong, cũng không giải thích nữa. Thừa dịp bóng đêm, Trần Đạo liền hướng khủng long chỗ ở kia tòa nhà một cái âm u trong góc mò tới. Lúc này, khủng long sở dẫn dắt các tiểu đệ, đề, đều ở cửa chính chờ đợi Trần Đạo đến, ai cũng không chú ý tới, đã tới gần trần đạo. Tiếp theo, đám người đại điểu liền nhìn thấy, trần đạo vòng qua tất cả mọi người, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, tay không leo lên lầu cao. Thấy không cần bọn họ đi chịu chết, mấy tiểu đệ Jimmy phái tới cuối cùng cũng thở vào một hơi, nhao nhao xông tới. Các ngươi nói hắn có thể làm được sao? Ta đoán chừng lơ lửng, phía trước ô áp một mảnh đều là khủng long tiểu đệ, coi như là có ba đầu sáu tay cũng khó sống sót đi ra a. À? Ngươi nói hắn chọc ai không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọc vào khủng long. Mấy tiểu đệ mồm năm miệng mười thảo luận. Đại điểu nghe vẻ mặt không vui. Hắn rất muốn chỉ vào những người này mũi nói, phải biết rằng ta đại lão đòi nợ thời điểm nhưng cũng là một người dép xuyên qua một con phố, các ngươi sợ cái gì? Nhưng hắn cũng có lo lắng của mình, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chầm khủng long bên kia, chờ đợi trận đạo khẩu bên trong cơ hội đại lão phỏng chừng vũ thánh tiểu tử kia sẽ không tới đầu năm nay ai còn nói nghĩa khí a a phi ngồi bên cạnh khủng long uống một ngụm rượu khinh thường nói hắn lúc này ngoại trừ vết thương trên tay toàn thân còn có nhiều chỗ bị băng bó lại bộ dáng nhìn qua cực kỳ chật vật nghe được a phi lời nói khủng long cũng mãnh liệt trót ngụm rượu không thèm để ý nói nếu như tiểu tử kia thật sự không dám tới chúng ta liền đem người bán cho cùng liên thắng một cái đường chủ đại để vẫn là giá trị không ít tiền một trăm vạn cũng nói không chính xác nói xong khủng long nhìn không được cất tiếng cười ha hả một trăm vạn coi như là đối với hắn mà nói cũng là bút không nhỏ số lượng hắn hiện tại thậm chí đều có chút cảm kích trần đạo nếu không là hắn số tiền này cũng không thế nào danh chính ngôn thuận cầm khủng long uống ngụm rượu nhìn rầu rĩ không vui a phi hắn mãnh liệt vỗ a phi một cái chờ lão tử lấy được tiền bạc đãi không được ngươi về phần hắn nói xong khủng long quay đầu nhìn về phía quan tử sâm bị trói gô một bên muốn trách cũng chỉ có thể trách chính quan tử sâm vội vàng tới cửa đưa tiền nhìn bộ dáng chật vật của quan tử sâm địa vị tương đương với mình hiện tại tâm tình khủng long càng tốt hắn trực tiếp vung tay lên đối với a phi nói tiểu đệ không đến vậy ngươi liền lấy hắn đại lão trút giận đi. Lúc này A Phi, đau mất ngón tay, còn bị Trần Đạo đánh thành như vậy, trong bụng đã sớm nghẹn một bụng lửa. Nghe được lời nói của khủng long, A Phi cũng không khắc chế nữa, cầm lấy gậy gỗ bên cạnh, đi về phía quan tử sâm. Ngươi thương mại đủ có thể A, à, gọi tiểu đệ đến chém ngón tay của ta. Nói xong, một gậy gõ vào người quan tử sâm. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bộc phát, nghe được tiếng kêu thảm thiết a phi càng thêm hưng phấn từng côn từng côn đánh vào người quan tử sâm đến cuối cùng vẫn cảm thấy không hả giận dứt khoát ném gậy gỗ trong tay quyền đấm cướp đá quan tử sâm một trận tiểu đệ của ngươi không phải rất giỏi đánh sao người khác đâu lão đại ngươi làm thật uất ức a à, thủ hạ cũng không có tiểu đệ tới cứu ngươi vừa đánh a phi biến trào phúng nói quan tử sâm bị đánh thân thể cuồng tròn cùng một chỗ khóe miệng đã chảy ra máu tươi đừng đừng đánh nhất định sẽ có tiểu đệ tới cứu ta các ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được đừng động thủ nhưng a phi cũng không để ý tới lời của quan tử sâm tiếp tục đánh hắn ngay tại thời điểm quan tử sâm bị đánh hấp hối một đạo thanh âm đột nhiên truyền ra các ngươi là đang đợi ta sao trần đạo như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu khủng long Nói xong, nhảy xuống, miêu đào nháy mắt xuất hiện trong tay hắn,